OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng nhìn nhận lại toàn bộ những kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài cái nhận định xu thế chung thị trường trong tuần mới, và cuối cùng thì Hùng Lê sẽ đi phân tích tất cả các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu nó khá là quen thuộc với tất cả những anh chị em đã tham gia với Hùng Lê trong cái quãng thời gian vừa qua. Thì trong trong tuần vừa rồi thì một số các anh chị có nhắn tin và có gọi điện có trêu Hùng Lê bảo rằng là Hùng Lê ơi vẽ đẹp thế, thì không biết là các anh chị hỏi đều hay là hỏi thật. Bởi vì là trong số cộng đồng tất cả những anh chị em đang theo dõi trên team của Hùng Lê, tức là trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì hiện tại là đang có 4.000, khoảng 4.000 anh chị em theo dõi. Thì một số các anh chị em thì cũng có biết là xuất phát điểm của Hùng Lê thì không phải là dân tài chính, mà xuất phát điểm của Hùng Lê đó là dân vẽ, chuyên về vẽ. Chính vì vậy nên là trong cái quá trình Hùng Lê phân tích và định lượng thị trường thì Hùng Lê vẽ rất là nhiều, thì một số anh chị có chắc là nói đều thì rất là vui. Không sao cả, thì chúng ta vẽ để chúng ta có những cái định lượng, có thể những cái định lượng đó nó có thể đúng hoặc sai. Tuy nhiên là chúng ta cũng có những dự báo trước, giống như kiểu là các cái nhà khí tượng ấy, người ta dự báo một cái cơn bão thì người ta cũng có những cái đường đi của cơn bão. Thì bản thân Hùng Lê khi Hùng Lê phân tích và nói chuyện với tất cả các anh chị em thì Hùng Lê cũng có những cái đường đi của cổ phiếu, ví dụ như là những cái nhịp test chỉnh giảm này, rồi nền tích lũy này, nền đi ngang này, và dự báo trước những cái kịch bản mà VN-Index của chúng ta hoặc là tất cả các mã cổ phiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu lại cái tuần ngày 13. Ngày 13 là ngày ngày kết tuần tuần trước, để chúng ta có những cái định lượng về thị trường. Thì trong để chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch mới, thì trong cái bản tin video số 83, video số 83 thì Hùng Lê đã có phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 16 đến ngày 20, và ông có đánh giá rằng là VN Index của chúng ta sẽ tích lũy ở trong cái biên độ hẹp, tức là biên 950 điểm. 950 điểm. Và có một điều đáng lưu ý nữa là các anh chị lưu ý là trong cái bản tin video số 83 thì Hùng đã để một cái link về team Zalo. Ở đây thì cái team này sẽ là team T0, tức T0 thì ở trên cái team này thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng, nhưng mà chủ yếu là phân tích định lượng các cái mã cổ phiếu nó nằm ở trong kho đó. Thì sau này thì Hùng Lê sẽ có một cái bản tin nói riêng về cái việc này. Còn tất cả những anh chị em trên team Zalo VBBSNO01 thì nó phải có những cái điều kiện nhất định, đó là các anh chị sẽ mở những cái tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán VBS và thuộc team của Hùng Lê quản lý, thì Hùng Lê sẽ hỗ trợ các anh chị, tức là hỗ trợ trên team, và sau đó thì sẽ hỗ trợ trực tiếp, tức là ở từng những cái tài khoản của các anh chị thì Hùng Lê sẽ có những cái chat, và các anh chị có hỏi Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ hỗ trợ trực tiếp ở trong phiên đó. Thì đấy là những cái mà Hùng Lê đã đề cập từ rất là sớm rồi, và từ từ trước đến bây giờ thì chắc hẳn là các anh chị cũng nắm được. Còn cái link T0 này thì Hùng mới up lên, và bắt đầu từ những cái bản tin này thì Hùng sẽ up cái link này lên để cho những anh chị em nào mà chúng ta chưa có đủ điều kiện để chúng ta tham gia cái team VBS501 thì các anh chị cũng có thể tham gia team T0 này. Thì Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng ở trên đó, tất nhiên nó sẽ ít hơn. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là đối với phái sinh, đúng không ạ? Phái sinh thì ngay từ cái kịch bản kết tuần, đúng không ạ? Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng là khả năng phái sinh của chúng ta sẽ test lại ở cái vùng 900 860. Đó, phái sinh sẽ chạm về 860 và sau đó thì sẽ đội đội long, đội long nó sẽ bắt đầu quay lại, và như vậy là sẽ có cái sự phục hồi của hợp đồng phái sinh tháng. Thì phiên ngày hôm nay là phiên đã kết thúc cái hợp đồng phái sinh tháng và mở ra một cái hợp đồng mới. Thì như vậy là tạm thời cái mốc chưa lấy lại được cái mốc 870. Nhưng mà như thế này thì cũng là có những cái dấu hiệu tốt hơn cho thị trường. Và đối với VN Index của chúng ta trong tuần vừa rồi thì như thế nào ạ? Đối với VN Index VN Index của chúng ta thì đó, ở VN Index của chúng ta đã có một, đây là đó, thì những cái hình vẽ này các anh chị có thể xem lại, tức là những cái hình vẽ này là những cái hình vẽ mà Hùng đã vẽ từ những cái bản tin trước, có thể là cái bản tin từ tuần này, từ từ tuần định lượng từ tuần 14, từ ngày tuần đầu tiên của tháng 12.
thì cái kịch bản mà VN Index của chúng ta là đi lên, đúng không? Đi lên xong rồi chỉnh giảm xuống, và trong trong bản tin tuần vừa rồi thì Hùng đã có những cái định lượng là VN Index của chúng ta sẽ tích lũy ngang ở quanh cái biên độ hẹp vùng 950. Thì trong tuần thì cây nến này, cây nến của ngày thứ năm là cây nến mà VN Index của chúng ta đã chạm qua 950 và sau đó thì rút lên 950, và cây nến ngày thứ tư thì đi sát men của 950, và cây nến kết tuần thì một điều rất là tuyệt vời, tức là VN Index đã lấy lại vùng 955 điểm. Thì như vậy là tạm thời, tức là tạm thời chúng ta bớt đi được một cái sự lo lắng ở trên thị trường chứng khoán cơ sở, đúng không ạ? Bởi vì là cái ngưỡng 950 điểm này là cái ngưỡng rất là quan trọng. Và một số các chỉ báo kỹ thuật thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích sâu hơn. Một số các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền thì nó cũng đang có những cái tín hiệu tích cực nhất định. Đường MACD và có thể là đường RSI thì cũng đang có những cái dấu hiệu hồi phục đó. Vậy thì cái xu thế của thị trường là thị trường có tăng mạnh hay không thì tí nữa Hùng sẽ phân tích, nhưng ít nhất là trong tuần vừa rồi chúng ta đã có những cái định lượng về xu thế thị trường ở 950 và hợp đồng phái sinh thì test lại vùng 860, thì tất cả những cái định lượng đó nó đã có ở trên bản tin video số 83 tuần trước, và những cái định lượng này thì giúp cho chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn về thị trường và giúp cho chúng ta có những cái chủ động ở trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi điểm lại toàn bộ các cái nhóm ngành cơ bản nhất để chúng ta có được những cái view về cổ phiếu ở trong tuần vừa rồi đang như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi cổ phiếu của VIX. Thì VIX thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng đã có nhiều phân tích định lượng rồi, tức là kỳ vọng là VIX không bị gãy thôi và vẫn giữ được ở cái vùng khoảng vùng 115 đến vùng 116. Đây là cái vùng mà VIX sẽ kỳ vọng là sẽ tích lũy đây và sẽ có những cái có như nhịp đánh ngắn như thế này, tức là đánh về chạm về đâu đó khoảng vùng 125 thôi, tức là kỳ vọng VIX không bị gãy. Những cái tín hiệu trong những phiên cuối tuần thì cũng đang được đánh giá khá là tích cực khi mà VIX thì gần như là trong phiên đã có những cái điểm gãy, đúng không ạ? Có những cái điểm gãy xuống vùng 114 và sau đó kết phiên thì lại rút chân lên, và cái dòng tiền ở những phiên cuối tuần là như thế này là đã đang khá là tốt, khá là ok để có thể ủng hộ cho một cái xu thế thị trường trong tuần mới. Bản thân thì chúng ta không khuyến nghị đầu tư VIX ở trong cái thời điểm hiện tại. Đối với Vinhome thì Vinhome Hùng Lê đã liên tục có những cái phân tích định lượng cho các anh chị từ vùng giá 100, sau đó thì sẽ chỉnh giảm về vùng 93.5, vùng 93.95, 93.5 không tích lũy được thì Hùng lại có tiếp tục có những phiên, có những tuần đánh giá rằng là Vinhome sẽ chỉnh về 90 và về đến 90 không tích lũy lại được, và những cái cây nến ở đây, những cây nến đây, và trong cái kịch bản mà Hùng đưa ra trong thứ sáu trước thì Hùng đã có đưa ra cái nền 88. Tại cái nền 88 này nếu như Vinhome không tích lũy lại được thì Vinhome sẽ tiếp tục rơi. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là Vinhome đã rơi và rơi đâu đó Hùng dự kiến là vùng 80. Tất nhiên là cái quá trình rơi về vùng 80 thì có thể là nó sẽ có sự hồi lên và nó sẽ có sự gọi là hồi phục kỹ thuật. Các anh chị sau đó sẽ có những cái vùng đạp xuống. Thì về cơ bản là Vinhome chạm về cái vùng ở đây, tức là cũng là cái vùng hỗ trợ của cái đáy cũ đây. Tuy nhiên với cái góc nhìn và với những cái quan điểm của ông Lê thì khả năng là Vinhome sẽ không thể là tích lũy ở cái vùng này, và khả năng Vinhome sẽ có những nhịp đáp trả lại khoảng vùng 81, khả năng vùng 81 sẽ là vùng hợp lý tích lũy ở quanh đây. Trên cái xu thế ngắn hạn thì Vinhome vẫn chưa cầm đà rơi và khả năng sẽ có một hai phiên lình xình ở đây, và khi nào có những cái điểm lình xình và tích lũy nền thành công ở đây. Còn cơ bản với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đang tính toán ở một tọa độ là Vinhome vẫn đang ở một cái kênh xu thế giảm giá, anh chị lưu ý. Đối với Vincom thì theo thì đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những cái phân tích nó sâu hơn và có những cái bài toán rất cụ thể cho các anh chị ở vùng 32.5 chúng ta làm gì, ở vùng 32 chúng ta làm gì và ở vùng 31 chúng ta làm gì, với một cái kỳ vọng, với một cái kỳ vọng đó là một cái kênh xu thế cho chung và dài hạn của Vincom thì theo đó. Thì hiện tại
với góc nhìn của Lê hiện tại thì Vincom thì theo nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, bởi vì là đây chỉ mới là những cái giai đoạn hình thành của những cái nhịp sóng dài đó, những cái giai đoạn hình thành của những nhịp sóng dài. Và khi mà những cái giai đoạn hình thành nhịp sóng dài này thì nó đi lên rồi nó lại giảm xuống, và nó đi lên gặp hỗ trợ nó đi lên, và gặp kháng cự ngắn thì nó lại giảm xuống, và nó cần một cái quãng thời gian khá là dài để nó tích lũy lại được, nó hấp thụ hết tất cả những cái yếu tố nội tại, thì lúc đó thì mới có một cái sóng dài. Còn về cơ bản là đối với hiện tại là đang là những cái sóng ngắn, nó giống như Hòa Phát, thì tín hiệu sẽ đi phân tích Hòa Phát sau. Điểm hỗ trợ thì về cơ bản là đây, điểm hỗ trợ thì các anh chị có hỏi Hùng là VRE thì có mua được không, thì có thể bắt để cộng được, bởi vì là VRE khi chạm về vùng 32 là vùng hỗ trợ ngắn ở đây, thì thường là khi chạm về hỗ trợ thì có thể sẽ có những cái lực cầu bắt lại. Tuy nhiên những cái lực cầu này thì Hùng đánh giá hiện tại là không tích cực, và cơ bản là cổ phiếu sẽ cần thời gian để tích lũy lại nền ở nền 32, chứ nó không thể dốc ngược lên như này, có thể dốc ngược lên này tế cộng 3 về nó lại đạp xuống. Nên là các anh chị lưu ý là chúng ta tránh những cái trường hợp mà chúng ta đua theo những cái phiên mà gặp trường hợp giá xanh, đúng không ạ? Vinamilk thì Vinamilk Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em ở trong team của Hùng Lê về Vinamilk đó, những cái định lượng, những cái phân tích định lượng về Vinamilk, tất cả thứ. Thì hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là trong một cái trụ hiện tại thì Vinamilk đang là một trong những cái trụ mà đang có những cái tín hiệu tích cực hơn cả, khi Vinamilk đã có những phiên đạp về vùng 116, chạm vùng hỗ trợ đây, và sau đó thì đã có những phiên hút lại. Và cái điểm mấu chốt vấn đề là bây giờ vùng giá 120 sẽ là cái vùng mà sẽ quyết định một cái nhịp hồi của Vinamilk có hồi hay không đó. Thì khi mà cổ phiếu rơi xong thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái giai đoạn này, đây mới là những cái giai đoạn để chúng ta bắt đáy để chúng ta mua, chứ không phải là những cái giai đoạn mà nó đang rơi ào ào như thế này chúng ta vào bắt đáy. Và Hùng Lê sẽ có những cái cập nhật tiếp theo của cổ phiếu Vinamilk, đặc biệt là cổ phiếu Vinamilk rất là quan trọng ở thời điểm này. Thời điểm hiện tại là chúng ta có bắt hay không, và chúng ta sẽ bắt như thế nào. Thì ở đây Vinamilk có cái vùng 118, Hùng Lê đánh giá rằng là khả năng thì sang tuần mới thì Vinamilk sẽ có những cái phiên đánh rũ lại ở vùng 118 và sẽ tạo nền từ vùng 118 để đi lên. Đó, tức là cái sự tạo nền ở đây thì nó có thể là nó sẽ không phải một phiên mà nó tạo xong, mà nó sẽ cần thêm một vài phiên nữa, thậm chí là cả tuần tới thì Vinamilk sẽ lình xình ở quanh những cái mốc này, và khi nào mà sẽ có những cái điểm vượt thoát đó. Đây các anh chị có thể nhìn thấy, đây là chính là những cái điểm vượt thoát để Vinamilk có một cái kênh sóng mới đó, có một kênh sóng mới. Và anh chị cứ theo dõi đi, Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng cho các anh chị đến lúc nào chúng ta mua Vinamilk. Còn hiện tại thì các anh chị có thể canh Vinamilk ở quanh vùng 118 để có thể có những cái vị thế mua đó, thì tùy các anh chị có thể mua 10%, 20% và tối đa là 30% số chúng ta định mua ở quanh cái vùng mà chúng ta dự kiến là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm bứt phá. Từ cái điểm đó thì chúng ta gọi đấy là những cái điểm mua vị thế, và khi nào mà cổ phiếu thực sự bứt phá lên thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua tiếp theo đó. Đối với trụ Vinamilk thì hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là Vinamilk đang tích cực hơn cả so với tất cả các cái mã cổ phiếu trụ. SAB thì đối với SAB thì là một cái mã cổ phiếu tạo lập thôi, về cơ bản thì hiện tại nó đang đi ngang, và những cái yếu tố tạo lập này thì theo như Hùng Lê nhận định thì nó cũng sẽ cần thêm một thời gian nữa, và những cái yếu tố tạo lập quanh nền 230 sẽ có thể đến ở trong tuần tới, và có thể là cái xu thế hiện tại là cái nền tạo lập, tức là cái nền mà SAB đã rơi xuống đây, và có thể SAB sẽ kỳ vọng có một cái nhịp hồi phục từ đây, thì sẽ hồi phục lại maximum sẽ tạo lại vùng 250 sau khi đã có những nhịp tích lũy nền tại đây. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu VDC. VDC thì hiện tại trong tuần vừa rồi và trong những cái đánh giá hiện tại của Hùng Lê thì cũng có đánh giá rằng là VDC vẫn đang là một cái trụ mà nó đang khá là tốt, khá là ok. Hôm nay thì có thể là quỹ ETF cơ cấu nên có thể khối lượng của VDC nó đột biến hơn một tí. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là sau khi mà chạm lại được cái vùng đỉnh cũ ở đây, tức là khoảng đâu đó trên vùng 145 một tí, thì VDC lại có những nhịp chỉnh giảm lại, và hiện tại thì VDC đang tiệm cận lại vùng 142. Thì cái vùng giá 142 này là một cái vùng rất là quan trọng. Các anh chị lưu ý, những ai đang cầm VDC, nếu như gãy vùng 142 chúng ta bán. Đó, bởi vì như vậy là gần như là VDC nó đã bị hết sóng, đúng không? Tức là sau một cái nhịp tăng cũng khá là dài.
từ vùng khoảng 114 và lên đến vùng 143. Đó thì như vậy cũng đã tăng một 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 cái nhịp tương đối, và rất có thể là khi mà chạm lên những cái vùng target cao này thì những cái tài khoản người ta sẽ chốt lời, người ta sẽ chốt lời trong ngắn hạn. BVH và Mansan. Đối với BVH thì bây giờ sẽ là câu chuyện để chúng ta nói về BVH. BVH thì sau khi ở BVH có một cái nhịp rơi dài, đúng không ạ? Một cái nhịp rơi dài và chạm về cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 65, thì BVH có một cái phiên đây này, phiên rất là mạnh hút lên, và hiện tại thì BVH đã chạm về cái vùng kháng cự đây, tức là khoảng vùng 72. Đây, chúng ta có thể vẽ như này thì chúng ta cũng sẽ hiểu là BVH đang chạm về vùng kháng cự 75. Ở cái vùng kháng cự này thì BVH sẽ có những cái điểm gọi là có sẽ có những cái điểm bung bật ở đây, sẽ có những cái điểm bung bật ở đây. Và theo những quan điểm của ông Lê thì khả năng BVH sẽ có những cái điểm test nhẹ lại ở vùng giá khoảng vùng giá 69.5 và ở vùng giá 70, tức là cái vùng nền mà trước khi BVH bị gãy ở đây. Trước khi BVH bị gãy ở đây thì trong cái kịch bản tuần này thì chúng ta sẽ bẻ lại cái kịch bản của BVH, đó là BVH sẽ test lại nhẹ quanh vùng giá 70, và ở vùng giá 70 này chính là cái vùng nền hỗ trợ, và cái vùng 70 này nếu như BVH lấy lại được vị thế và chúng ta tiếp tục quan sát về dòng tiền, và nếu như cái vùng 70 này không bị gãy và dòng tiền tiếp tục được đẩy vào thì như vậy thì khả năng là BVH sẽ có một cái nhịp hồi phục này thì nó cũng sẽ hòa chung với cái nhịp hồi phục của thị trường trong tuần mới, trong tuần tới. Đó, và như vậy thì sẽ có một cái target tiếp theo của BVH ở khoảng vùng giá 80. Nếu như vùng 70 này test tích lũy thành công và lực cầu quay trở lại thì BVH sẽ có một cái nhịp hồi phục tại đây, tức là sẽ quay lại cái vùng giá 80 đối với mã cổ phiếu BVH. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Mansan, MSN. Thì đối với Mansan thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà gần như nếu như anh chị mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê xuyên suốt ở những cái quá trình mà khi Mansan đang ở vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 90 đây đó, thì có những cái nhịp giảm, và đặc biệt là cái nhịp 74, cái nhịp khi mà Mansan gãy 74 đó là nhịp mà Hùng đã có những cái cảnh báo rất là tức thì cho tất cả những anh chị em đang nắm giữ Mansan, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta tạm thời chúng ta ra hàng, bởi vì đó là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm. Và những cái điểm rơi của Mansan thì hiện tại bây giờ ông Lê thấy rằng là những cái dự báo của chúng ta nó khá là sát. Những cái điểm rơi về vùng 55, tức là khi mà Mansan đang ở đâu đó ở vùng 70 thì ông Lê đã phân tích về vùng 55, thì một số các anh chị em có bảo là sao lại về sâu thế Hùng, thì đấy là những cái dự báo thôi, nó có thể đúng hoặc nó có thể sai, cái điều đó nó không quan trọng. Nhưng mà những cái dự báo của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đã căn kê khá là nhiều những cái yếu tố về nội tại của cổ phiếu. Thì trong khi gãy về 5 năm rồi thì cũng có đánh giá rằng có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục, và những nhịp hồi phục đó thì mắt sẽ chạm lại vùng 60 và Mansan sẽ tiếp tục chỉnh. Tiếp tục chỉnh thì chỉnh về đâu, thì trên cái con đường mà Mansan đi về vùng 40 để tích lũy. Đây là một cái đường thẳng Hùng vẽ, nhưng có thể là các anh chị lưu ý là cái cách đi của nó thì nó sẽ có thể là nó từ đây này, nó chạm về đây một tí đó, và sau đấy nó lại có một cái lực hồi. Tức là cái cách đi của cổ phiếu thì nó sẽ như vậy, và nó sẽ hồi kỹ thuật để một số các anh chị em chúng ta tham gia bắt đáy, và bắt đáy xong thì chúng ta lại lộ ra một cái đáy mới, và chúng ta chỉ bắt đáy khi mà chúng ta thấy những cái tín hiệu kỹ thuật nó rõ ràng hơn. Đó, ví dụ như Vinamilk đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ nốt lại và chúng ta đưa vào những cái danh mục để chúng ta quan tâm. Đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái mã cổ phiếu của họ nhà dầu khí. Thì đối với GAT các anh chị lưu ý trong những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở những cái thời điểm trước đây, ở những cái thời điểm này các anh chị cứ xem lại, thì Hùng Lê có nói rằng là GAT đã có một cái nền neo giữ ở quanh 100 rất là đẹp, và đây là những cái yếu tố tạo lập để có thể GAT có thể có một cái kênh xu thế mới. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là thời điểm mà chúng ta cần phải lưu ý đến GAT, bởi vì GAT đang có những cái sự phá kênh xu thế. Nền tích lũy của GAT ở đây có cái điểm hỗ trợ cuối cùng là vùng 95 đến vùng 97, Hùng nó vẽ đây. Các anh chị lưu ý, nếu như GAT bị gãy nền 95 thì như vậy là những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm GAT
Thì chúng ta tạm thời chúng ta phải ra hàng, và chúng ta như vậy là với việc mà gap mà gãy vùng 95, gap mà gãy vùng 95 thì cái điểm đến, cái điểm hẹn tiếp theo của gap, cái điểm hẹn tiếp theo của gap sẽ là vùng 80, anh chị lưu ý. Chính vì vậy nên là gì? Chính vì vậy nên là chúng ta không thể chống lại xu thế của cổ phiếu, mà chúng ta sẽ hành động và nương theo những cái xu thế này. Đó, khi những cái xu thế này nó bị phá vỡ, nếu như không gãy 95, ok, có những cái lực cầu bắt trở lại đây, ok, chúng ta vẫn nằm. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu nguy hiểm ở đây, chúng ta phải lập tức mà chúng ta hành động, đúng không ạ? PVS và PVD thì về cơ bản là cũng không có những cái dấu hiệu đột biến. Những cái lực hồi này thì cũng đánh giá rằng là có thể là những cái lực hồi phục kỹ thuật thôi. Và về xu thế chủ đạo thì PVS vẫn là một cái xu thế đi xuống, và những cái điểm mà nền tích lũy ở đây khoảng quanh vùng 15 thì chúng ta sẽ chờ ở đó. PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cái vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự, tức vùng 15.5 sẽ trở thành cái vùng kháng cự của PVD, và có thể khi chạm về đây, đó cái cách đi. Khi Hùng Lê vẽ từ cái điểm này là từ 17 và về 13, đúng không ạ? Thì cái cách đi của nó không phải là nó đi một mạch, đó, mà nó đi một mạch, mà nó lại đi hồi phục kỹ thuật lên, và sau đó thì sau khi những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này kết thúc thì nó lại tiếp tục nó đi. Đó thì cái cách đi khi đây giống như đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, từ vùng 18 và chỉnh về đây, Hùng dự phóng khoảng vùng 15.5, từ vùng 15.5 hồi lên và sau đó thì lại đạp xuống, thì cái cách đi của cổ phiếu nó là như vậy. Thì chúng ta vẽ ra để chúng ta dự báo, dự đoán những cái đường đi xu hướng của cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu nó đang đi đúng xu hướng này thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ rời xa nó, đó, chưa gì phải vội cả. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các cái cơ hội ở trên thị trường, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải bám trụ vào làm gì cả. Ở PLX thì phiên ngày hôm nay PLX có một cái nhịp hồi, có một cái cây nến xanh mạnh, nhưng mà tuy nhiên khối lượng thì nó không đạt. Và với cái việc hồi phục như thế này thì chúng ta cũng tạm thời, chúng ta chưa có gì để chúng ta nói rằng là đây là một câu chuyện nó thực sự là khởi sắc, và những cái nhịp hồi phục kỹ thuật như thế này mà không có vốn, tức là không có khối lượng, không có cầu vào thì nó cũng sẽ không bền, nó chỉ mang cái tính chất là hồi thôi, và hồi xong thì như vậy là lại đạp xuống, hồi xong thì lại đạp xuống. Đấy, đây cũng là một cây nến như vậy, và sau đó thì cắm xuống đầu xuống luôn. PLX thì hiện tại chúng ta đang nhìn ở những góc độ, tức là về bản chất là cái vùng ở đây, cái vùng của PLX, cái vùng bao nhiêu đấy, vùng 55 thì cũng là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu đây. Đó, chạm về vùng hỗ trợ thì có thể có những cái lực ban bật ở đây. Tuy nhiên là để mà hình thành một cái kênh xu thế thực sự thì chúng ta sẽ cần chờ thời gian. Đó, chúng ta cần chờ thời gian, chứ đừng vì một cái phiên xanh như thế này mà chúng ta lao đầu và chúng ta bắt, thì như vậy nó cũng sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cơ bản của nhóm ngành ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vietcombank. Vietcombank là một cái mã mà lít dòng, đúng không? Bên kia con sóng thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng của Vietcombank. Và bản thân thì trong một cái nhịp mà từ Vietcombank chỉnh giảm về từ vùng 92 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Tức là Vietcombank sẽ có thể có những cái sự tích lũy tại vùng 80 đến vùng 82. Các anh chị có thể xem lại những bản tin. Đây là bản tin 82 này, thì có thể bản tin 81, 80 và 79. Từ những cái bản tin 79 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về việc là Vietcombank có thể chỉnh giảm về cái nền hỗ trợ này. Chúng ta tìm những cái vùng giá mục tiêu trong cái quá trình mà cổ phiếu rơi, đúng không ạ? Đó là cái cách Hùng Lê luôn làm với tất cả những cái mã cổ phiếu. Thì khi Vietcombank rơi về đây thì Hùng đã có những phân tích định lượng ở trong những bản tin tuần trước, và khi mà chạm về đến vùng 88 thì đây là một cái vùng mà chúng ta sẽ có những cái sự phân kỳ. Nếu như Vietcombank, về cơ bản là Vietcombank rất là đẹp nhé, những cái điểm mà Vietcombank test ở tích lũy ở quanh vùng 85 rất là đẹp ở đây. Ở những cái vùng 85 không gãy thì cơ bản có thể là, và lực cầu, đặc biệt là lực cầu của hai phiên kết tuần, thì như vậy là cái cơ hội mà Vietcombank hồi từ cái vùng 85. Đó, hồi từ vùng 85 mà quay về vùng đỉnh cũ ở đây là còn, tức là như vậy thì tuần tới thì xu thế của Vietcombank vẫn là một cái xu thế tăng điểm rất là tuyệt vời. Điểm mua thì các anh chị không mua được vùng 85 rồi thôi. Chúng ta cũng không nên chạy theo, bởi vì chạy theo như thế thì nó cũng sẽ rất là không ổn. Đó, BID, đối với BID thì vùng giá mục tiêu chúng ta dò tìm đó là vùng 37 đến vùng 38, tuy nhiên BID không về. Và trong những cái bản tin phân tích định lượng ở tuần trước
tuần trước thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng rằng là Bit sẽ có một cái nhịp tăng hồi phục từ khoảng vùng 40, và như vậy sẽ đánh lại, chạm lại cái vùng target cũ của chúng ta ở đây là vùng 44. Thì trong tuần vừa rồi thì Bit đã có những dấu hiệu thực sự khởi sắc, và điều quan trọng là Bit đã có những phiên test lại ở vùng 40 và sau đó thu hút cầu lại về vùng 42, và phiên kết tuần với sự hỗ trợ của có thể là khối ETF nữa, ETF hiệu ứng nữa, thì là Bit đã có một cái nhịp tăng rất là đẹp, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định rằng Bit đã có một cái lực hồi phục tốt, và Bit sẽ có thể tăng chạm lại về vùng 44, tức là sẽ vượt qua cái đỉnh cũ ở đây. Cái đỉnh cũ ở đây thì khả năng sẽ vượt qua, bởi vì Bit là một mã cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là những cái lực kéo của Bit rất là nhẹ, Bit đi rất là nhanh, nó không như các cái mã cổ phiếu ngân hàng khác. Đó, xuống thì cũng nhanh, nhưng mà cái đặc biệt là khi Bit kéo đi thì nó sẽ kéo rất là nhanh, và chúng ta sẽ kỳ vọng là cái nhịp kéo trước này nó sẽ bằng cái nhịp kéo sau này, tức là nó khoảng ở vùng giá 44 đối với Bit. Ở trong thời điểm hiện tại, những cái điểm mua thì chúng ta không còn nữa các anh chị nhé. Khi mà đã đến tuần này rồi thì chúng ta không còn nữa. Ví dụ như trong tuần trước mà các anh chị xem, đó, quanh vùng 40.5, 40.7, những cái nhịp test này thì chúng ta có thể mua. Còn đến thời điểm hiện tại, một số anh chị trong team của Hùng Lê thì đã bán Bit trong phiên ngày hôm nay, và bán đến mức mà không để ý đến lúc là cổ phiếu khớp hay nào không biết, bởi vì là cũng kỳ vọng là qua khoảng vùng 42.5. Công Thương và ACB, CTG. CTG thì cũng như thế nào? CTG thì các anh chị cũng xem lại tất cả những bản tin trước đây của Hùng Lê, thì cũng đã có những cái phân tích định lượng của Công Thương khả năng sẽ đi về biên tích lũy 19.5 đến vùng 20. Đây là cái vùng mục tiêu kể từ cái nhịp rơi ở trên này. Và cái vùng mục tiêu này thì hiện tại thì Công Thương khả năng là Công Thương sẽ chưa lên mạnh ngay được đâu. Các anh chị lưu ý, bởi vì là hiện tại dòng tiền đang rất là yếu và thiếu luôn, và như vậy thì Công Thương có khả năng là đấy sẽ có những cái nhịp kéo xuống này, kéo lên này, rồi kéo xuống đạp lên, và nó sẽ phải hình thành khả năng sẽ hình thành đến cái điểm này thì nó mới kết thúc được, phải đến cái đoạn này, tức là nó phải còn khoảng 2 tuần nữa thì Công Thương mới có thể thoát được cái nền 20.5. nó phải đến cái tầm này thì khi đó thì mới thoát được nền 20.5. còn về cơ bản hiện tại thì đối với Công Thương trong cái thời điểm này thì Hùng Lê đã kỳ vọng là Công Thương có một cái sóng đánh dài hơi. Tuy nhiên là những cái nhịp đánh dài thì chưa thể xuất hiện được, tức là chưa thể bẻ pha xu thế được, và hiện tại thì với những cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì Công Thương vẫn đang tiếp tục đi ngang, và có thể có những cái nhịp đánh ngắn, tức là trong những cái quá trình mà cổ phiếu hồi phục và cổ phiếu chuyển pha xu thế thì nó sẽ có những cái nhịp đánh ngắn như thế này. Đó, tí nữa Hòa Phát thì các anh chị sẽ thấy. Đó, nó đánh lên xong nó đánh xuống, rồi có thể hồi lên vùng 22 rồi xong nó lại đạp xuống, tức là Công Thương thì cũng sẽ chưa thể có được những cái sức bật tốt về một cái kênh xu thế. ACB thì như thế nào? ACB thì đó, sau một cái nhịp giảm thì chúng ta đã dò tìm cái vùng mục tiêu vùng 22 đến vùng 22.5. Khả năng thì ACB sẽ chỉnh về đây, và bây giờ thì ACB đã có trong tuần thì đã có những cái phiên chỉnh giảm về nền, và về nền này thì cổ phiếu cần phải thời gian tích lũy, đúng không? Thời gian tích lũy khả năng là tuần tới, 1-2 tuần tới thì tích lũy được cái nền này thì xu thế phục hồi nó sẽ tiếp tục và có thể đánh ngắn thì đánh chạm về vùng 24. Tuy nhiên là động lực để tăng mạnh thời điểm hiện tại là với ACB thì cũng chưa có nhìn thấy. Xu thế hiện tại của ACB thì khả năng vẫn là xu thế tích lũy đi ngang để tích lũy thôi. STB thì cũng tương tự như vậy. STB thì không có những cái điều đặc biệt ở thời điểm hiện tại, và cái nền tích lũy thì vẫn đi ngang ở quanh nền 10. SHB thì trong tuần vừa rồi có một phiên đánh lên rất là mạnh, tuy nhiên là với một cái lực đánh ngẫu nhiên như thế này thì nó cũng không phản ánh hết được cái xu thế, mà chúng ta sẽ cần nhìn ở một cái kênh xu thế tổng thể, cái trend xu thế tổng thể dài hạn của SHB thì cơ bản hiện tại là vẫn chưa tăng được các anh chị nhé, vẫn chưa tăng được đâu, và cái xu thế lình trình tiếp diễn đi ngang ở quanh vùng 6 đến vùng 6.2 nó vẫn còn, nó chưa thể tăng mạnh được. MBB và Techcombank. MBB thì phiên ngày hôm nay là cái phiên ngày hôm qua thì MBB đã gãy nền các anh chị nhé. Đó, chúng ta đã đưa về cái vùng giá 21 đến 21.5. Mặc dù cái nền này cũng là một cái nền mà các anh chị có thể nhìn thấy từ đỉnh giảm xuống đây thì cái nền này Hùng đưa ra cũng là cái nền khá là hợp lý rồi. Tuy nhiên là cổ phiếu vẫn có thể gãy qua nền, và cái phiên hôm nay thì phiên lấp lại cây nến, nhưng mà lấp lại một cái cách nó không thực sự là thuyết phục.
Lớp thế này không thuyết phục anh chị. Ở lớp thế này thì không thuyết phục. Và các anh chị lưu ý cho Hùng Lê là đây cái mũi tên này Hùng đã vẽ rồi nhá. Nếu như cái vùng 21 mà MEB bị gãy, vùng 21 MEB bị gãy thì như vậy là chúng ta sẽ khó có cơ hội sự phục hồi. Và vùng 21 này bị gãy mà có một cái phiên bị bán khoảng tầm độ 3 triệu cổ phiếu và gãy nền 21 thì như vậy thì MBB lại có những cái xu thế để tích lũy lại về nền, tức là lại về lại cái vùng điểm xuất phát ở đây. Về bên kia con dốc đó là vùng 19 đến vùng 19.5. Thì chúng ta qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chốt lời thì nó không bao giờ sai cả, đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu gặp những cái target mạnh ở đây, gặp những cái điểm kháng cự mạnh ở đây thì cổ phiếu không vượt qua được và cổ phiếu quay đầu. Thì khi cổ phiếu quay đầu, đấy là chính là những cái dấu hiệu mà Hùng Lê đã phân tích ở trên này. Ví dụ như khi cổ phiếu MBB bị gãy nền 23 và những cái nền hỗ trợ ở trên này thì chúng ta nên bán ra. Chúng ta bán ra để chúng ta bảo toàn cái lãi. Đó. Và nếu như cái kịch bản mà sang tuần tới mà MBB không giữ được vùng 21 và đạp về nền, như vậy là chúng ta hết lãi luôn. Và thậm chí là những anh chị nào mua ở những cái điểm này thì bây giờ đã bị lỗ rồi. Đó. Còn những anh chị mà mua ở bên này thì như vậy là chúng ta hết lãi luôn, tức là về mo luôn. Nên là một cái câu rất là hay, nếu là chốt lãi thì không bao giờ là sai cả. Đối với Techcombank thì cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đã đặt ra đây 22 đến 22.5 thì Techcombank đã giảm về đây và hiện tại thì đang có những cái nhịp bùng bành ở đây. Những cái nhịp bùng nhùng ở đây thì khối lượng nó cũng không có, vốn không có và cái động lực tăng giá hiện tại Hùng Lê chưa nhìn thấy, và khả năng thì về cơ bản là vẫn phải tích lũy ở đây, thêm khả năng là tuần tới nữa. Nó chưa có những cái dấu hiệu bứt phá nền, tạo nền tại đây thì như vậy là chúng ta cần thời gian, chưa tăng ngay được đâu. Đó, chúng ta bắt đáy là chúng ta bắt ở những cái thời điểm bên kia con dốc. Đây, các anh chị nhìn thấy này, khi cổ phiếu rơi này đúng không ạ? Và cổ phiếu hình thành ở đây một cái xu thế ở đây và chúng ta sẽ chờ những cái xu thế đó. Đó, và những cái xu thế đó khi có những cái dấu hiệu thực sự là đột biến, thực sự là tốt thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu như thế nào, chúng ta bắt đầu bắt đáy, đấy mới gọi là bắt đáy thành công. Chứ chúng ta mà cổ phiếu mà đang rơi ở mầm mà chúng ta cứ thế cắm đầu cắm cổ vào bắt thì nó rất là nguy hiểm. Ai mà bắt man san thì đã thấm đượm cái câu chuyện đó trong cái nhịp vừa rồi. Đối với HD Bank, đó, các anh chị có nhìn thấy không? HD Bank không đi đâu mà vội mà vàng cả, đúng không ạ? Khi một cái nhịp này đánh lên đây, đúng không? Thì sau đó thì ngay lập tức Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng là HD Bank có thể chỉnh giảm về vùng nền ở đây là vùng 26.5. Về đến vùng này chúng ta quan sát sự tích lũy của cổ phiếu ở đây và chúng ta mua tại đây. Đó, và thậm chí là bây giờ là còn về cả 26.2. Đó, so với việc là chúng ta cứ phải đua ở vùng 28 này để làm cái gì? Đó, cổ phiếu nó sẽ có đủ và vấn đề là chúng ta có tiền để mua ở vùng này không? Bây giờ các anh chị thoải mái để chúng ta mua. Thì sau một cái nhịp đánh lên và một cái nhịp đánh dẫn như này thì cái xu thế hiện tại của HD Bank thì cơ bản Hùng vẫn đánh giá là cái nền tích lũy, khả năng cái đáy cũ này thì nó sẽ không bị gãy, tức là cái vùng 25.5 này nó không bị gãy và nó sẽ có những cái biên tích lũy ở vùng 26. Vùng 26 đến vùng 26.5, tích lũy được vùng này và tích lũy thành công thì lúc đó mới có một cái nhịp đánh lên gọi là tương đối, chứ còn đây chỉ là những cái nhịp đánh như này mà chúng ta đua theo thì như vậy là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Đó. Đây, vùng 26 đến 26.5. Đó, rất là từ tốn thôi, đúng không ạ? Thoải mái để chúng ta mua. Đó, chúng ta không phải vội cái gì cả. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu chứng khoán HCM. Thì đối với HCM, khi mà HCM chỉnh giảm về đây, tức là cái nền ở đây là nền 22 đến nền 22.5 và trong tuần thì HCM bị gãy nền. Đây, phiên này là phiên bị gãy nền. Bị gãy nền, chính vì bị gãy nền nên là HCM đã có những nhịp rơi rất là mạnh, thường là như vậy. Thì với những cái lực rơi như thế này thì HCM lại quay về, tức là sẽ có xu thế quay về nền. Bởi vì trong cái bản tin phân tích định lượng tuần trước của Hùng Lê thì Hùng Lê chưa, lúc đó là HCM chưa gãy nền các anh chị nhé. HCM vẫn đang nằm ở trong cái biên này thì đó, cây nến này là cây nến của kết tuần. Cái tuần trước thì vẫn nằm ở trong cái biên này, tức là trong cái biên này thì vẫn là trong biên an toàn, nhưng khi mà cây nến này phá biên, đây cây nến này là cây nến phá biên thì đấy là một cái tín hiệu nguy hiểm, và khi mà chúng ta gặp nguy hiểm thì chúng ta cần phải có những cái hành động, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái biên ở đây là khoảng vùng 19.5. Đó, HCM sẽ chạm lại về vùng 19.5 ở đây trong ngắn hạn.
cơ bản về xu thế hiện tại là HCM đang rơi mạnh, đang rơi mạnh và sẽ rơi, khả năng rơi về đây thì nó sẽ cầm rơi. SSI thì cũng hoàn toàn là không thực sự tích cực. Bản thân khi SSI gãy nền 20 thì Hùng Lê đã có một cái mũi tên vẽ ở đây này, vẽ từ đằng này thì nó chuẩn hơn. Và sẽ có khả năng là SSI sẽ đâm đầu về khoảng vùng 16.5. Trong cái quá trình đâm đầu này thì nó cái cách đi của cổ phiếu thì Hùng đã vẽ các anh chị rồi, có thể hồi và sau đó thì sẽ tiếp tục đâm. Bởi vì hiện tại thì Hùng không nhìn thấy có quá nhiều các cái động lực đối với SSI trong thời điểm hiện tại. Trong những nhịp phân tích trước đây thì Hùng có nhìn thấy HCM nó còn tốt hơn SSI, nhưng bản thân HCM thì trong tuần vừa rồi thì nó cũng đã bị gãy chen. DHG. DHG thì về cơ bản không có gì. Vùng 91.5 thì chiến đấu thế thôi. Trong cái giai đoạn hiện tại thì tạo lập cũng đang khả năng là đang om hàng, đang gom từ từ rồi sau đó thì đánh dốc một nhịp lên. Nó giống như dốc một nhịp trước này, thế thôi, chứ còn cũng không có gì đột biến. MWG và FPT. Đối với MWG thì cái quan điểm của ông Lê thì vẫn là MWG vẫn đang trong quá trình phân phối. Trong cái quá trình phân phối, và trong quá trình phân phối đó thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này. Sau đó thì hồi phục xong thì trong cái nhịp này thì Hùng đánh giá rằng là hồi phục max là sẽ đạt được đây các anh chị chờ một tí, hồi phục max sẽ đạt được khoảng về vùng 116. Từ vùng 116 này thì khả năng là cổ phiếu lại bước vào một kênh xu thế giảm giá. Hiện tại thì MWG đang có một cái vùng ở đây, vùng 109 hỗ trợ ở đây, chưa bị gãy, và khi nào mà gãy vùng 109 thì sẽ đạp về vùng 100 rồi lại hồi phục lên, và sau đó thì cái câu chuyện về MWG hiện tại thì chúng ta gần như không có cái cơ hội để chúng ta đầu tư nữa. Đó, không có cơ hội đầu tư nữa. Và cái quan điểm của Hùng lên là đối với MWG hiện tại thì nó đang có những cái nhịp phân phối, và phải khi nào phân phối chạm về vùng hỗ trợ dưới này thì đó chúng ta mới nói chuyện đến câu chuyện là chúng ta mua. FPT thì FPT thì cũng là một cái câu chuyện rất nhiều những nhà đầu tư chúng ta quan tâm. Vùng giá cuối cùng là 53.5, đó là cái vùng mà chốt chặn cuối cùng. Nếu như gãy cái nền này thì thôi chúng ta cũng chia tay, bởi vì như vậy là vi phạm kỹ thuật. Đấy, còn chưa vi phạm kỹ thuật thì chúng ta tạm thời là chúng ta vẫn cứ tiếp tục để chúng ta nắm giữ. Đối với FPT hiện tại thì đang đi lại, đang lấy lại ở cái biên ở đây là biên 56 đến biên 57, chạm vùng 57 thì lại gặp lại và có 3 phiên kết tuần. Tuy nhiên là dòng tiền hiện tại thì chúng ta thấy rằng là đang khá là thấp, thanh khoản đang khá là thấp đối với FPT. Điều này cũng cho thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư có thể là đang nghe ngóng tại cái vùng này. Tuy nhiên với những cái tín hiệu hiện tại thì điểm mua thì Hùng không khuyến nghị. Nhưng với những anh chị nào chúng ta đang có vị thế thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái biên 56 đến 57. Và cái biên dưới cuối cùng đó là vùng 53.5. Nếu gãy 53.5 thì thôi chúng ta tạm thời chúng ta chia tay. Và chúng ta cũng phải lưu ý đến một cái điều nữa, đó là hiện tại thì cơ bản là một cái kênh xu thế ngắn ngắn này đang tạo ra ở đây. Và khi mà nó phải vượt thoát được cái kênh xu thế này thì ok, thì như vậy là cái xác lập để mà cổ phiếu này hồi lại về vùng 60 nó còn. Còn nếu mà không thoát được cái kênh xu thế xác lập này thì như vậy là nó khá là nguy hiểm. Hòa Phát gì? HPG thì đối với HPG thì như thế nào? Đối với HPG thì những cái phân tích định lượng của Hùng Lê từ cái nền ở bên này, tức là khoảng từ nền vùng 22.5 ở đây thì Hùng đã có những phân tích định lượng là Hòa Phát sẽ đánh chạm khoảng vùng 24.5. Từ vùng 24.5 này Hòa Phát sẽ chỉnh về vùng 23. Chỉnh về vùng 23 vào đây. Những các anh chị có nhìn thấy những cái hình vẽ đỏ đỏ này không ạ? Đấy chính là những cái hình vẽ mà Hùng Lê đã vẽ, khả năng là vẽ trong cái bản tin tuần trước về mô phỏng cái hình đi, cái cách đi của Hòa Phát, thì chúng ta cũng thấy rằng là hai cây nến đỏ oạch to đùng đây. Và cái dự báo của Hùng là Hòa Phát thì chỉnh về vùng 23 thôi. Nhưng các anh chị nhìn thấy không? Trong tuần thì Hòa Phát đã có giá 22.5. Thực ra là những cái điểm ở đây, các anh chị nhìn thấy ba cái đường đây. Một là khi chúng ta đã chốt ở vùng 24.5 rồi thì chúng ta sẽ có điểm mua đầu tiên ở vùng 23.
Nếu về 22.5 chúng ta mua tiếp và thậm chí về vùng 22 chúng ta mua tiếp, tức là chúng ta có 3 điểm mua, giả sử như vậy. Vậy thì khi chúng ta bán ra ở vùng 24.5 1.000 cổ phiếu thì về 23.5 chúng ta mua 100 cổ phiếu, về 23 mua 100 cổ phiếu, về 22.5 mua 100 cổ phiếu và về 22 chúng ta mua 100 cổ phiếu. Vậy thì chúng ta sẽ gom lại 30% số chúng ta đã bán ở trên này. 30% số chúng ta đã bán ở trên này khi cổ phiếu về những cái vùng giá mục tiêu. Đây chính là những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta đã vẽ sẵn ở đây để chúng ta đón đón đầu của nó. Đấy các anh chị có thấy. Vậy thì khi chúng ta luôn luôn chúng ta vẽ, đấy một số các anh chị có hỏi đều Hùng Lê ở chỗ này đây. Vẽ nhiều thế em, vẽ hay thế. Thì chắc là cũng vừa vui vừa đều, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta vẽ để chúng ta có được những cái định lượng, đúng không? Có được những cái định lượng. Và với Hòa Phát hiện tại thì bây giờ thôi tạm thời ông xóa cái này nhá. Tức là cái này nó đúng rồi, đúng không? Đấy, những cây nến đỏ nó rơi rồi. Thì hiện tại cái xu thế của Hòa Phát là Hòa Phát sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu. Các anh chị lưu ý, chưa tăng mạnh được ngay đâu. Và các anh chị nào mà đang quan tâm đến Hòa Phát thì chúng ta có thể đặt lệnh mua Hòa Phát ở vùng 22.5. Chắc chắn khả năng tuần tới sẽ có giá 22.5 cho các anh chị, thậm chí giá 22. Thì sau những cái nhịp rơi như này thì cổ phiếu nó lại cần cái gì các anh chị? Nó lại cần thời gian, nó lại cần 1-2 nhịp để nó hồi phục lại đây. Nó thì cái vùng 22.5 đến vùng 23, đó là cái vùng mà các anh chị sẽ canh để chúng ta mua Hòa Phát ở trong tuần tới. Rất là tuyệt vời. Và cái Hòa Phát, cái xu thế của Hòa Phát thì đã tăng mạnh được hay chưa? Thì Hùng đánh giá là chưa tăng mạnh, các anh chị lưu ý. Hòa Phát chỉ mới đang trong cái quá trình gọi là chuyển mình, tức là người ta gọi là ốm nghén. Đó, thì cái quá trình chuyển mình là các anh chị nhìn thấy này, từ vùng hỗ trợ đánh lên đúng không ạ? Đánh xuống, đánh lên, chạm hỗ trợ, lại đánh, chạm kháng cự, lại đánh xuống, chạm hỗ trợ, lại mua lên. Đó, vậy thì trong cái quá trình mà cổ phiếu mà chúng ta đang chuyển pha xu thế thì chúng ta hãy tối ưu hóa. Hùng Lê có nhắc các anh chị ở trên team Hùng Lê, đặc biệt là Hòa Phát. Các anh chị nếu mà nhìn thấy Hòa Phát, cái mật độ mà Hùng Lê nhắc đến đây, các anh chị nhìn thấy này, 10 giờ một ngày, 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày, đấy, liên tục cập nhật cho các anh chị, và 11 ngày, 14 ngày rồi, vân vân và vân vân, thậm chí là những cái điểm mà Hòa Phát đã có vị thế 29 ngày trước, đấy, rất là dài. Đấy, những cái điểm đánh của Hòa Phát rất là dài như vậy, trên cái dòng thời gian của Hùng Lê phân tích, thì liên tục cập nhật cho các anh chị những cái điểm như vậy. Thì đối với Hòa Phát, thời điểm hiện tại như thế này, các anh chị lưu ý. G thì là một cái mã cổ phiếu nó khá là già cỗi, và nó cũng là một cái blue chip mà tốt. Thì cơ bản đây, những cái nhịp này thì Hùng đang quan sát thấy G ở khoảng vùng 35, 35.3 đến vùng 35. Nhưng mà theo cái kịch bản của Hùng Lê phân tích ở đây, tức là mặc dù G bây giờ đang ở vùng giá 36, nhưng với những cái góc nhìn, với những cái quan điểm của Hùng Lê thì G sẽ chỉnh về khoảng vùng 33, chỉnh về vùng 33 đến khoảng vùng 32.5. Đến cái vùng này thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện của G thì nó sẽ hợp lý hơn. Nó sẽ có những cái điểm mua khá là hợp lý ở đây đối với G, quanh vùng này, chạm vùng bên này và đó. Chứ chúng ta cũng không phải vội vàng gì cả, và về đến đó thì cái câu chuyện của G chúng ta sẽ nói tiếp, và chúng ta sẽ chờ các anh chị nhé. Để sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích đánh giá rằng là những cái dự báo của chúng ta nó đúng hay nó sai. Đó, và những cái phân tích dự báo này thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái quá trình mà các anh chị của chúng ta trader và trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Bình Minh và PNG. BMP là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đang theo khá là sát những cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu này. Mặc dù là cái tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của Bình Minh thì nó khá là chậm. Tuy nhiên đối với hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là cái việc mà Bình Minh nó sẽ có những cái sự chuyển pha xu thế. Cái quá trình chuyển pha xu thế thì nó cũng giống như Hòa Phát, nó lên rồi nó xuống, gặp hỗ trợ nó lên, nó xuống, và phải đến khi nào mà nó chuyển xong cái kênh xu thế thì khi đó thì chúng ta mới hoàn thành một cái nhịp gọi là nhịp gom cổ phiếu. Thì đối với hiện tại Bình Minh thì Hùng đang quan sát ở vùng này 45.5 sẽ có một cái điểm mua cho chúng ta ở đây. Điểm mua vị thế và thậm chí là có thể vùng 42, tức là cái quá trình mà cổ phiếu mà chúng ta đi đó thì chúng ta phải cứ từ tốn thôi, cứ bình tĩnh thôi, bởi vì là cổ phiếu nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay. Trong cái quá trình mà nó chuyển pha xu thế thì nó sẽ cần thời gian. Giống như Hoa Sen và Nam Kim thì tí nữa Hùng sẽ phân tích sau. Đó, và những cái nhịp mà tăng lên rồi nhịp rũ xuống, chạm hỗ trợ nó lại đẩy lên.
nó đẩy lên, xong đó thì nó lại đạp xuống, đẩy lên để nó hình thành nên được một kênh xu thế trung và dài hạn, thì nó cần thời gian là tháng chứ không phải là ngày 1 ngày 2. Thì đối với Bình Minh là một trong những mã cổ phiếu mà chúng ta đánh theo trend dài. PNG là một cái blue chip như thế nào, khá là ok về cơ bản. Trong những cái nhịp chỉnh giảm ở đây Hùng đã có phân tích rồi, các anh chị đã xem rồi, vùng 78.5, và chúng ta tiếp tục định lượng tiếp cái PNG ở quanh nền giá 82 ở đây. Thì nền giá 82 cũng là một cái nền nó PNG sẽ có những cái sự phân kỳ, nhưng về cơ bản ở trong giai đoạn hiện tại thì PNG nó đang chuyển mình. Và cái mục tiêu của Hùng là Hùng vẫn đánh giá rằng PNG có thể trong nhịp đánh này sẽ chạm vùng từ vùng 78.5, các anh chị lưu ý 78.5 không gãy thì PNG sẽ đánh chạm về vùng 100. Tuy nhiên trên cái con đường mà đi về vùng 100 đó thì hiện tại là Hùng Lê đang cần một cái tín hiệu về dòng tiền tích cực hơn. Có thể coi đây là một cái nhịp đánh ngáp của PNG khi PNG đánh chạm về vùng 90. Đây là một cái nhịp đánh ngáp nhé, đây là một cái nhịp đánh ngáp, đây sẽ là một cái nhịp đánh ngáp, và sau cái nhịp đánh ngáp đó thì có thể là nhà đầu tư cá nhân sẽ tham gia, và sau một cái giai đoạn đó thì tạo lập nó có thể nó sẽ đánh bứt qua nền 90. Thì đấy là cái câu chuyện mà Hùng Lê đang cần quan sát thêm ở đây. Còn với những cái vị thế mà các anh chị mà tham gia đầu tư thì những cái điểm mua ở đây thì nó bị muộn mất rồi, đúng không ạ? Nó bị muộn mất rồi, tức là muộn mất ở khi mà PNG đã chạm về đây, tức là chạm về vùng 78.5. Còn trên một kênh xu thế dài, thì vẫn kỳ vọng PNG. Tuy nhiên là cái điểm tiếp theo mà PNG sẽ phải vượt đó là vùng 86, vẫn đang còn đó. Rồi, ok, như vậy là những cái mã đằng sau thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ đi vào danh mục phân tích. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta vừa mới view lại một số các cái nhóm ngành, một số các cái trụ và một số các cái blue cơ bản, trên thị trường. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trong tuần vừa rồi là một cái tuần hết sức là khó khăn. Vì sao lại khó khăn? Thứ nhất là hợp đồng chúng ta có phiên ngày thứ năm là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, phiên ngày thứ sáu là phiên hôm nay là quỹ ETF cơ cấu. Chính vì vậy nên là cả một cái tuần dài, đúng không ạ, rất là mệt mỏi, và VN Index của chúng ta thì cũng đã có những phút bị đánh mất cái mốc 950, và rất may là trong phiên này lấy lại luôn. Điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tâm lý của nhà đầu tư cũng như tất cả những cái tính kỹ thuật mang tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống thị trường. Thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản các cái nhóm ngành của chúng ta thì hiện tại là Hùng đã nhìn thấy được có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau, và như vậy thì chúng ta sẽ có các cái mã cổ phiếu trụ và nhóm ngành luân phiên nhau để giúp cho chúng ta có được cái sự ổn định về thị trường. Thì hợp đồng phái sinh cũng đã đóng xong, và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng là kỳ vọng của Hùng Lê trong những cái bản tin tuần trước đó là phái sinh của chúng ta sẽ có điểm đáy, điểm cầu đáy ở vùng 860, và từ vùng 860 này thì có thể sẽ xuất hiện một cái đợt tín hiệu long đó, tức là một cái sóng long, tức là sóng mua lên đó. Ví dụ các anh chị có thể nhìn thấy đây, sau một cái sóng bán xuống rất là mạnh, đúng không ạ, thì sẽ có một cái sóng mua lên đó, sẽ có một cái sóng mua lên, thì chúng ta đang kỳ vọng cái việc đó. Tất nhiên rằng là ngày 1, ngày 2 thì nó sẽ chưa thể có và nó sẽ cần thời gian. Các anh chị có thể nhìn thấy là sau những cái nhịp mà đi xuống của thị trường thì thị trường đang có khoảng tầm đây, các anh chị nhìn thấy không, chỗ này, tức là phải mất khoảng tầm một tháng là đi ngang rồi sau đó mới hình thành kênh xu thế. Thì VN Index của chúng ta cũng như vậy, VN Index của chúng ta thì nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, và nó sẽ còn có những cái nhịp, nó sẽ còn có những cái nhịp hồi phục và có những nhịp rung rũ kéo lên kéo xuống tại đây. Và cái điều quan trọng nhất đó là sang tuần tới thì Hùng Lê đánh giá rằng là khả năng cái vùng biên 960, thị trường sẽ tích lũy ở quanh biên 960 này, hồi phục, sẽ có cái sự hồi phục và tích lũy ở quanh biên 960 để ủng hộ cho xu thế của thị trường. Ok, như vậy là VN Index thì như vậy, hợp đồng phái sinh thì chúng ta kỳ vọng sẽ có một cái nhịp long lên. Và HX Index thì cũng sau một cái nhịp đánh dẫn ở thế này, đánh dẫn chạm về vùng 104 và sau đó thì đã có những cái nhịp test lại đáy, tức là test lại cái vùng ở đây khoảng vùng 101, khá là tích cực.
và cái xu thế hồi của HNX Index thì hiện tại là cũng đang có những cái tín hiệu hồi, những cái tín hiệu xác lập từ cái vùng 101 này, và khả năng thì sẽ hồi đầu tiên sẽ chạm về vùng 106, chạm về vùng 106 trước, kỳ vọng là như vậy. Rồi, 106 đối với VN Index. Thái Sinh thì kỳ vọng là sẽ ngừng short VN Index của chúng ta, thì kỳ vọng là đi ngang và tích lũy lại nền ở quanh biên 960 điểm, và thị trường của chúng ta sẽ đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Thì đấy là những cái đánh giá, nhận định về xu thế ở thị trường trong tuần mới của ông Lê. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chúng ta trong một tuần thật là dài, đúng không các anh chị? Rất nhiều các cái dữ liệu để chúng ta phân tích định lượng, nào là đầu cơ cũng có này, rồi các cái mã cổ phiếu cơ bản cũng có này, rồi định lượng về thị trường. Và đặc biệt là hàng ngày thì những cái câu chuyện về định lượng về thị trường thì ông Lê liên tục có được những cái cập nhật để cho các anh chị của chúng ta, để cho chúng ta có được những cái vị thế tốt nhất. FLC đó, Hùng đã có những cái phân tích về cổ phiếu FLC. Mặc dù FLC là một cái mã cổ phiếu thiên về đầu cơ, tuy nhiên là giống như cổ phiếu 2 đó, nó đầu cơ nhưng mà đôi khi là chúng ta bắt được đúng những cái nhịp vào rất là tốt, thì như vậy thì đầu cơ thì nó cũng không hẳn là vấn đề lớn, đúng không? Không hẳn là vấn đề lớn. Và đó, của chúng ta là bắt đầu từ ngày nhiều lắm, trong ngày 18 này, tiếp tục định lượng thị trường, cơ bản là định lượng thị trường rất là nhiều dòng cổ phiếu đầu cơ. TGG ngày 17, xong đến ngày 16, ngày 17 khá là nhiều. Và tất cả đây là cái bản tin ngày 10, đây buổi tối, các cái kịch bản định lượng lại về vùng 960 thỏa thuận và các cái ngưỡng test. Đây ngày 16, ngày 16 tháng 12, tức là tối ngày thứ hai thì Hùng đã có những cái định lượng HSS, IDI và ASM. Tối ngày 15, tức là tối ngày chủ nhật, thì Hùng đã có những cái phân tích vẫn ngày 16. Ngày 16 là trong phiên buổi sáng 15. Tối ngày 15 thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của trong team của Hùng Lê về một cái tuần giao dịch mới, về các cái điểm số, các cái vị thế, rồi các cái kịch bản ở đây, nhóm thép nó. Cơ bản là như vậy. Thì trong cái bản tin tuần vừa rồi thì Hùng Lê đã có đặt cái link ở đây, tức là link T0. Thì những anh chị em nào mà chưa có điều kiện để chuyển tài khoản về team của Hùng Lê, chưa có những cái điều kiện để chuyển về tài khoản về team của Hùng Lê để giao dịch, để nhận những cái cập nhật trên nhóm VPBet nếu không một, thì các anh chị có thể tham gia ở trên nhóm T0. Nhóm T0 là một cái nhóm mà các anh chị không cần phải mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPBet thì các anh chị cũng có thể giao dịch được. Thì sau đó thì Hùng sẽ có những cái bản tin, sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị thực hiện những cái đó. Và trên cái team T0 thì Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng. Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng tổng 28. Đây, Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng về cổ phiếu. Sau khi mà có những cái danh mục đó, ví dụ như đây, có những cái danh mục thì Hùng cũng đã có những cái phân tích cơ bản là như vậy.
Đó, và các anh chị thì cũng có thể hỏi Hùng Lê ở trên này thì cũng có những cái phân tích, mặc dù là những cái phân tích này thì nó chủ yếu là phân tích trong những cái danh mục ở đây, phân tích những cái mã cổ phiếu trong danh mục này, và cũng có thể là sắp tới thì sẽ có những cái phương án để hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư sau. Còn về cơ bản thì trước mắt thì công việc của Hùng Lê cũng khá là bận, và thậm chí là hiện tại thì cũng đang có khá nhiều anh chị em kết bạn, hình như là có 61 lời kết bạn thì Hùng cũng chưa có đủ thời gian để trả lời các anh chị. Đây 61. Và có thể sang ngày mai thì Hùng Lê sẽ đồng ý kết bạn hết tất cả ở chỗ này, và sẽ có những cái chat với tất cả những anh chị em. Thì Hùng Lê cũng trân trọng mời các anh chị em là chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để nhận được những cái sự hỗ trợ tốt nhất. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view lại toàn bộ các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà liên tục trong tuần vừa rồi. Các tuần trước thì chúng ta liên tục phân tích, và cổ phiếu lên thì Hùng Lê cũng phân tích, cổ phiếu xuống thì cũng phân tích. Đó, cổ phiếu xuống phân tích để chúng ta tránh ra, cổ phiếu lên phân tích để chúng ta mua vào. Đó, thì chúng ta sẽ từng dòng chúng ta sẽ phân tích cơ bản những cái mã cơ bản nhất thôi. 55 NLG. 55 thì giai đoạn hiện tại chưa có những cái đó, những cái phân tích định lượng của chúng ta. 55 sẽ chỉnh lại khoảng quanh vùng cái biên ở đây, khoảng quanh vùng 25.9 đến vùng 26.3. Về động lực hiện tại thì 55 chưa có những cái động lực tăng giá, và về cơ bản thì xu thế vẫn là cái xu thế chỉnh giảm và tích lũy đi ngang. Nếu như cái vùng 26 bị gãy các anh chị nhé, 55 vùng 26 bị gãy thì như vậy là 55 lại có xu thế tích lũy ở những vùng thấp hơn. Đó, vậy thì chúng ta phân tích để chúng ta định lượng là nếu như các anh chị nào mà có xem được những bản tin của Hùng Lê và đang có ý định mua 55 thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại. Đó, ví dụ như vậy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. DHG. Đối với DHG thì trong giai đoạn hiện tại thì DHG cũng chưa có những cái dấu hiệu nào thực sự là tích cực. Biên đi ngang ở quanh nền DH HDG Hà Đô. HDG thì về cơ bản là trong những cái kịch bản chúng ta phân tích ở đây thì hồi mắc thì chạm được vùng 34, và vùng 34 thì khả năng sẽ rơi lại dòng tiền yếu, và ở những cái sự hồi phục này thì nên đánh giá nó không thực sự tích cực. Những cái nhịp hồi phục mang tính chất là lực kéo đảo phương, lực kéo không thực sự là DPG. Đạt phương thì trong giai đoạn này nó cũng chưa có những cái dấu hiệu khởi sắc. Đạt phương đã có một cái nhịp chỉnh từ khoảng vùng 50, và cơ bản thì ở trong cái giai đoạn hiện tại thì khả năng sẽ chạm lại về vùng 40, chạm về vùng 40. Chạm về đây thì cổ phiếu tích lũy lại và cần thời gian để tích lũy lại nền ở đây, tích lũy nền tại đây, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu, những cái nhịp hồi phục tiếp theo. VCS thì như thế nào? VCS thì cơ bản là một cái nhịp hồi phục ở đây, chạm vùng 85. Ở vùng 85 trước đây là vùng hỗ trợ, khi phá 85 ở đây thì VCS đã có một nhịp rơi ở đây, Hùng đã có phân tích và cảnh báo cho các anh chị. Và từ cái vùng ở đây là khoảng vùng bao nhiêu, vùng 70, trên 70 một tí, ở đây là gần chạm 70 thì chạm hồi về và chạm về vùng 85 thì lại trở thành vùng kháng cự mạnh, và xu thế ngắn của VCS thì đang có xu thế quay lại nền, tức là quay lại nền 70. Những anh chị nào mà đang cầm nắm VCS thì chúng ta cũng có thể ra hàng. KBC là một cái mã cổ phiếu mà Hùng có đề cập và có phân tích khá là nhiều. Đối với KBC thì chúng ta phải xem ở trên biểu đồ nến tuần, chúng ta xem ở trên biểu đồ nến ngày thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ rất là rối, bởi vì bản thân cái mã này thì có khi một tuần tăng và một tuần nó đạp hết luôn. Và đối với KBC thì vùng hỗ trợ 14.3 đó, chúng ta luôn tìm cho mã cổ phiếu những cái vùng hỗ trợ 14.3 ở đây. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta sẽ rất là dễ để quan sát cái việc đó. Thì gặp hỗ trợ thì có thể chúng ta mua, và chạm với vùng kháng cự thì có thể chúng ta bán. Thì bây giờ hiện tại là cái kháng cự của ngắn của cổ phiếu này khoảng vùng 16, chưa được chưa chưa đạt đến vùng 16, tức là được khoảng vùng 15.8 đó. Thì trong cái nhịp hồi này thì khả năng từ vùng 14.3 thì hồi lại vùng 15.8, 15.8 lại đạp lại, thì KBC nó đánh như vậy, tức là
cái nhịp mà đánh của KBC thì nó khá là khó chịu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đánh giá của KBC ở trên một cái góc độ dài hạn ạ, trên một góc độ sóng dài thì hiện tại Hùng Lê đánh giá rằng KBC đang đi theo những cái sóng dài, đang đi theo những cái sóng dài, nó đi chậm thôi, nó đi chậm nhưng mà đi đến đâu thì khả năng nhìn cái cách đi của nó thì nó đi đến đâu nó xây chắc đến đó. Và cái quan điểm về sóng dài thì hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi đối với KBC, bởi vì là vẫn đang nhìn thấy có những cái đường đi phía trước. Và những cái mã cổ phiếu đánh sóng dài thì chúng ta cũng căn những cái điểm mua, đó là những cái điểm mua mà cổ phiếu rơi về vùng hỗ trợ, anh chị lưu ý. Đối với mã cổ phiếu C2 đấy, rất là bình tĩnh đúng không? Từ những vùng này rất nhiều những anh chị sẽ đua ở vùng 25, không có gì phải vội cả. Chúng ta sẽ chờ C2 ở vùng 22, vùng 22 này thì C2 sẽ tích lũy. Hiện tại thì đang tích lũy khá là đẹp này, khá là lịch sự ở quanh vùng 22.5. Khá là lịch sự vùng 22.5 thì cơ bản là vùng 22 đến 22.5 thì chúng ta sẽ mở những cái điểm mua vị thế. Đối với C2 thì nó cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay, nhưng chúng ta đưa C2, tại sao phân tích C2? Để chúng ta có được một cái nhịp đón đầu bên này, có thể là cổ phiếu C2 sẽ kéo lên, đúng không? Đánh xuống cái này, rồi lại kéo lên, đó, rồi lại đánh xuống, đó, lại đánh xuống. Nhưng mà những cái nhịp đánh xuống ở bên này, nếu như những cái nhịp đánh xuống ấy, ở bên này nó lại thấp hơn, đúng không? Và nó lại có một cái nhịp kéo lên như này, đó. Vậy thì chúng ta đã vô hình dung là chúng ta đã theo C2 từ được ở bên này, tức là chúng ta luôn luôn sẵn sàng một cái kịch bản cho những cái nhịp đi tiếp theo của C2 đây, và chúng ta dự báo về một cái tương lai của cổ phiếu. Và C2 đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là chúng ta đã có thể bắt đầu quan tâm đến nó. Đấy, quan tâm đến nó, nhưng mà chúng ta không vội vàng gì cả. Những cái điểm mua chậm rãi ở đây, chúng ta mua 100 cổ phiếu, 10% chẳng hạn, 10% ở vùng giá 22, ok luôn. Đó, và sau đó chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản, nó rơi về một tí khoảng về vùng 21.5. Ok, chúng ta mua tiếp 10% nữa và về đến vùng 20, ví dụ như vậy. Thì những cái điểm mua chậm rãi như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có được những cái vị thế mua nó về giá vốn rất là thấp. VRC, đối với VRC thì trong cái nhịp tăng trước đây thì cũng có phân tích ở vùng giá 17 đến 18 và kỳ vọng là chỉ đánh về đây thôi, vùng kỳ vọng đến vùng 23.5 chỉnh. Tuy nhiên là VRC trong tuần vừa rồi thì có một nhịp kéo khá là mạnh, tiếp tục kéo lên, và khả năng thì nhịp này sẽ kéo chạm vùng 26. Tức là trước khi mà cổ phiếu phân phối thì đây cũng là một cái cách của tạo lập thôi. Người ta sẽ kéo lên ở những vùng cao hơn một tí để cho nhiều nhà đầu tư thấy rằng sau một cái nền tích lũy đi ngang như này thì cổ phiếu sẽ break lên và cổ phiếu sẽ đi tiếp. Thì đấy là những cái phỏng đoán thôi. Chúng ta luôn dự báo những cái rủi ro thôi, quan trọng nhất là rủi ro. Tiền thì ai cũng thích, nhưng mà chúng ta gần như là chúng ta không phòng tránh được những cái rủi ro, và chúng ta đua lệnh theo những cái sự kiện như này thì rất là nguy hiểm. Phải nói là nếu như đây có thể là cái dòng tiền ngày hôm nay là dòng tiền của tạo lập đánh lên, nhưng những anh chị mà đang đua theo những cái dòng tiền ở phía đằng sau này thì đúng là cũng rất là anh hùng, phải khẳng định như vậy. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu SCS. SCS thì về cơ bản nó là đấy, chúng ta tìm những cái điểm hỗ trợ này, 16 này, rồi là vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 15.2 để chúng ta có những cái điểm mua như thế này. Thì như vậy là chúng ta sẽ rất là chủ động, và trong những cái nhịp phân tích của Hùng Lê thì cũng có đánh giá rằng là đầu tiên phải hồi chạm mắc chạm 18 rồi lại đạp lại đó. Khi mà cổ phiếu SCS cũng chưa tăng mạnh được ngay đâu, SCS đạp lại xong rồi lại có những nhịp đi lên rồi xong đó lại như nào lại đạp lại đó. Cái cách đi của cổ phiếu là như vậy, và chúng ta luôn luôn chủ động trong cái quá trình mà chúng ta phân tích và định lượng cổ phiếu. Cái điều quan trọng nhất của SCS đó là Hùng đánh giá rằng khi SCS đã có một cái nhịp hình thành ở đây, tức là nhịp thoát nền vùng 14, thì lúc đó Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở trên team, và những cái phân tích định lượng đó thì đã cách đây nó đã khoảng tầm 25 ngày và 4 ngày thì Hùng có nhắc lại đó, những cái điểm test ngày đấy rất là dài rồi. Tức là Hùng Lê đã phân tích SCS từ những cái điểm rất là sớm ở đây để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế, và chúng ta luôn luôn chủ động ở trong cái quá trình mà chúng ta phân tích và đầu tư. VGC thì không hiểu tạo lập nó làm cái gì,
VCG. Ồ chà, đi ngang. Đi ngang dài dữ tần. Đó, thì chúng ta cũng quan sát thôi, chứ là không hiểu tạo lập ở đây đang muốn cái gì nữa trời. Nhưng mà nó cũng rất là hay, tức là cái nền đi ngang của VGC, VCG anh chị nhé, gần như là không có vôn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái nền tích lũy siết chặt khá là tốt, và những cái vị thế, những cái điểm chỉnh sâu này nó cũng chỉ chạm vùng 26, xong nó lại kéo lên vùng 27, tạo lập rất hay. Không biết định làm gì, chắc là đánh lên thôi. TDH thì như thế nào? TDH thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng từ rất sớm cho tất cả anh chị. Khi mà TDH đã có nhịp rơi ở đây, biên của TDH vùng 9.8 đến vùng 10.1, và hiện thì TDH đang có những nhịp đi ngang ở đây, thì khả năng là trong cái nhịp đi ngang này thôi, về góc độ kỹ thuật thì TDH sẽ đi ngang ở đây. Tích lũy ở trong cái biên này, tích lũy ở trong cái biên này, và sẽ chờ có một cái lực cầu, bởi vì TDH thì đánh nó cũng rất là nhanh các anh chị. Khi kéo thì kéo rất là nhanh luôn, kéo rất là nhanh. Và những cái nhịp này thì cũng đang rung rũ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đấy đã, rồi sau đó thì có thể tạo lập, nó sẽ kéo lên. Chúng ta sẽ chờ đợi ở một cái khúc ở đằng sau này, và vẫn kỳ vọng rằng là từ cái biên 9.8 này có thể kéo chạm vùng 11.5, tức là chạm cái vùng hỗ trợ, chạm cái vùng kháng cự cũ. DAH, DAH thì như nào? Đây, DAH trong những cái bản tin phân tích tuần trước đúng không ạ? Hùng đã có đây, anh chị nhìn thấy cái hình xanh xanh đây. Tức là Hùng Lê có mô phỏng là từ cái vùng nền đây là vùng nền 9.75 thì DAH có những cái cây nến xanh. Đó, có những cái cây nến xanh ngồi lên kiểu như này. Đó, ngồi lên kiểu như này thì gọi là cây nến thoát nền. Thì như thế là xu thế của DAH sẽ có những cái xu thế xác lập tiếp theo. Thì bản thân là cái thằng DAH này nó đánh cũng rất là dị nhân. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi nó tăng thì nó cũng cắm đầu cắm cổ, nó tăng anh chị, nó tăng rất là dài, nó đây đấy, một nhịp này nó cắm đầu cắm cổ tăng luôn. Thì như vậy là cái nhịp này thì một số anh chị thì khả năng là trong team Hùng Lê thì cũng có bắt DAH rồi, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hoàn toàn có thể kỳ vọng DAH sẽ đánh chạm lại vùng 13 hay lên 14 ta, thôi cứ kỳ vọng đến vùng 13 đã. Vùng 13 đã, cứ kỳ vọng từ từ đúng không? Sẽ kỳ vọng đánh lên vùng 13 trước, sẽ đánh lên vùng 13 trước, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang khá tốt, khá ok. DAH sẽ tăng điểm. DIG thì sao? DIG thì tại sao Hùng lại có phân tích DIG? Bởi vì một số các anh chị trong team cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này để chúng ta có những cái định lượng tốt hơn. Thì về cơ bản trong ngắn hạn thì DG sau một nhịp đây đã vẽ sẵn rồi các anh chị, sẽ sẵn hết rồi đó, và đã chỉnh lại đây, và chỉnh lại đây thì lại hồi lên lại đạp xuống, bởi vì hiện tại nếu như xét về một cái xu thế tổng thể là DG đang đi ngang đó, trên biểu đồ tuần thì DG đang đi ngang, và trong một cái kênh xu thế đi ngang thì nó có thể đi ngang rất dài. Các anh chị nhìn thấy đây, đấy, DG đi ngang cả một quãng thời gian một năm, từ 2016 đến 2017, các anh chị nhìn thấy không ạ? Cả một quãng thời gian này DG đi ngang, gần như đi ngang, những cái nhịp tăng này rất bé, và sau một cái nhịp đi ngang rất dài thì DG mới có một nhịp tăng từ vùng đâu đó 8 về đến vùng 24 nhân 3 luôn đó. Vậy thì cái quá trình mà cổ phiếu đi ngang ấy thì chúng ta không thể khẳng định được là nó đi ngang một tháng, hai tháng hay một năm đó, thậm chí nó đi ngang cả một năm luôn. Và nếu như chúng ta nhìn thấy DG thì DG đã đi gần như đi trọn vẹn đi ngang gần một năm rồi. Và sau cái quá trình đi ngang này thì cổ phiếu nó sẽ đi như nào, nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật như nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng là cái điểm mà DG hỗ trợ dài hạn ở đây là vùng 12, các anh chị lưu ý, và cũng có thể xem ở đây một cái nhịp đánh dẫn lên vùng 15, sẽ chỉnh lại giảm lại ở vùng 13. Nếu như cái vùng 13 này mà không bị gãy các anh chị này, thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà sẽ giúp cho Hùng Lê có những cái định lượng tiếp theo về cổ phiếu DIG rất là tốt. Đó, nếu như vùng 13 này không bị gãy, tích lũy đi lên, và như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái ông này là như thế nào, cái ông này là ông đang có cái đáy này đang cao dần lên. Đó, và khi nào mà DIG bứt được nền 16 thì khi đó thì những cái câu chuyện về DIG mở ra một cái trang sử mới rất là hào hùng, thì chúng ta sẽ chờ đón DG ở những cái đích đến tiếp theo. Ngắn hạn thì có thể chạm lại vùng 13, sẽ hồi và sau đó thì
hồi như thế nào thì Hùng sẽ phân tích, nhưng mà cơ bản lại hồi về vùng đỉnh cũ là về 14 rồi lại đạp xuống, và có thể là như thế này, tức là nếu mà kịch bản đẹp các anh chị nhé, đó đấy là kịch bản đẹp này, kịch bản đẹp để đón đầu một cái kênh xu thế mới của DG này, thì chúng ta sẽ đưa ra chúng ta phân tích. Và tại sao chúng ta lại phân tích DG? Bởi vì DG đã có một cái chốt chặn 12 đây, đã có một cái chốt chặn 12 đây, đây chốt chặn đây, và từ cái chốt chặn này thì chúng ta sẽ phân tích cả cái bên này con đường đó, ví dụ như vậy. Đất xanh và LDG, đất xanh thì hình như là xấu. Đất xanh thì các anh chị lưu ý là biên ở đây là biên 13.5, gãy 13.5, chúng ta tạm thời chúng ta chia tay đất xanh, các anh chị nào đang nắm giữ. LDG thì Hùng đã có phân tích định lượng rồi, và tại sao Hùng lại đưa LDG vào thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. LDG cũng là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập kéo rất là nhanh và rất là nhẹ, và Hùng cũng khá là yêu thích mã cổ phiếu này. Thì trong cái nhịp kéo này, thì Hùng đã có phân tích rồi, đúng không ạ? Phân tích định lượng phải nói gần như là chính xác tuyệt đối. Đối với mã cổ phiếu LDG thì phải khẳng định là như thế. Các anh chị cứ xem lại những bản tin của Hùng lên. Khi Hùng lên phân tích những cái nhịp kéo ở bên này, đó kéo lên đến vùng này, chỉnh lại ở vùng này, khoảng vùng 10 hay là 9 chấm bao nhiêu đây này. Và chỉnh lại xong thì Hùng lại có tiếp một cái nhịp để đánh giá rằng là LDG sẽ kéo về chạm vùng 11.5 đến vùng 12. Vùng kháng cự mạnh 11.5, vùng 12, và sau đó thì LDG đã giảm. Các anh chị xem lại, đối với mã cổ phiếu LDG này Hùng nhớ luôn, gần như những phân tích định lượng của Hùng lên là gần chính xác tuyệt đối luôn. Thì sau những cái nhịp rơi này thì LDG đã chỉnh về vùng 8 và vùng 8.5. Và vùng 8 đến 8.5 thì ở đây là Hùng đã vẽ ở đây là vùng 8.25. Đây là vùng mà các anh chị có thể mở mua vị thế để đón đầu một cái nhịp là LDG có thể hồi phục về vùng 10. Đây đang là nhịp kéo lên và rũ, sau những nhịp kéo lên và rũ này và tích lũy ở đây thì sẽ hình thành một cái nhịp, anh chị cứ chờ mà xem, sẽ hình thành một cái nhịp tăng ở đây, và chúng ta kỳ vọng ở một cái nhịp tăng này. Đó, nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu anh chị, kéo lên kéo xuống, và đây cái điểm 8.25 là điểm Hùng Lê đã vẽ để chúng ta có thể có được những vị thế tốt nhất về mã cổ phiếu. Ok, ngân hàng và chứng khoán thì hiện tại là Bit đang khá là đẹp với những cái vị thế mà Hùng đã có phân tích ở định lượng ở trong tuần trước đang hình thành và kéo về cái target vùng 44. Ở VPBank, Hùng sẽ nói đến VPBank. VPBank thì sao? VPBank trong một cái nhịp ở đây Hùng có phân tích định lượng là cái nhịp rơi. Nhịp rơi của VPBank khi mà VPBank ở đây này gãy vùng 21.5, các anh chị xem lại đi. Khi VPBank gãy ở điểm 21.5 thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng để kéo VPBank khả năng là sẽ về đến chạm vùng hỗ trợ đây là vùng 18.5 đến vùng 19. Ok, có trên video. Và khi chạm về đây thì Hùng đánh giá rằng là VPBank sẽ có những cái nhịp đây, những cái nhịp kéo lên kéo xuống. Và cái điểm của chúng ta đây là điểm 19, và có thể các anh chị có thể sẽ có điểm 18.5 nữa. Thì ở điểm 19 chúng ta sẽ mở các cái vị thế mua gom ở vùng 18 đến 18.5 đến vùng 19. Ok, đây là cái biên tích lũy của nó. Và ở trong cái nhịp rơi này thì gần như không có vô. Điều này chứng tỏ rằng là tạo lập sẽ còn ở đây. Và cổ phiếu VPBank nó sẽ còn những cái câu chuyện khác để chúng ta chia sẻ tại đây và để chúng ta kỳ vọng tại đây. Đối với cá nhân của Hùng Lê thì Hùng Lê thấy rằng là VPBank sẽ có những cái điểm kéo ở đây, những cái điểm kéo rũ ở đây, và sau những cái điểm mua vị thế ở vùng 19, thậm chí vùng 18.5 chúng ta mua, và chúng ta sẽ có một cái điểm mua gom, xin lỗi cả nhà, điểm mua gia tăng thị trọng ở bên này và điểm mua hết. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có 3 cái điểm mua rất là an toàn trong cái quá trình để chúng ta đầu tư. Ở Vietcombank đã phân tích HDBank, Công Thương, HCM và SSI, thì tất cả những mã cổ phiếu này đã phân tích rồi. Mã dầu khí thì GAT có những cái lưu ý ở vùng 95. Nếu vùng 95 bị gãy thì chúng ta tạm thời chúng ta phải chia tay mã cổ phiếu GAT, và đấy là những cái tư duy và định hướng của chúng ta bị sai. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu BSR thì BSR là có những cái phân tích định lượng ở vùng 9.3, tuy nhiên hiện tại là BSR đã đạp về đến nền 8, và về đến nền 8 này thì BSR có trụ được không? Và nếu gãy nền 8 thì chúng ta sẽ phải chia tay, nói lời chia tay, bởi vì là
Như vậy là những cái phân tích định lượng của chúng ta ở vùng 9.3 để có thể có một cái nhịp hồi phục ở đây là nó không, nó bị sai đúng không ạ? Nó bị sai thì dẫn đến nó sai thì nó mới rơi về vùng 8, nhưng nó đúng thì nó đã rơi về, nó đã lên vùng 11, 12 rồi. Và khi chúng ta nhận diện thấy những cái sai của chúng ta thì chúng ta sẽ phải tạm thời, bởi vì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái mã cổ phiếu OI đó, nó cứ rằng rặc như vậy đấy, cũng là một cái dòng dầu khí đấy, chúng ta nhìn thấy nó cứ đi rằng rặc. Nó đi rất là khó chịu và nó chôn vốn của chúng ta, nó chôn thời gian của chúng ta, nó chôn tất cả mọi thứ của chúng ta vào một cái nhịp nó cứ đi thế thôi, nó cứ túc tắc, nó cứ giảm dần, nó giảm dần. Thì BSR cũng như vậy, tức là chốt chặn cuối cùng vùng 8, nếu gãy 8 chúng ta tất toán và chúng ta chấp nhận rằng chúng ta cắt lỗ BSR. POVK thì hiện tại là chưa bị gãy nền, tức là sau những cái nhịp đánh ở đây thì POVK là bắt đầu có những cái dấu hiệu đánh lại nền. Thì khi cổ phiếu đánh lại nền thì có phân tích rồi là chúng ta sẽ cần thời gian, và hiện tại thì tín hiệu đường MACD thì cũng đang có những cái tín hiệu tích cực hơn, và kỳ vọng là POVK sẽ đánh lại trong tuần thì cũng đã có những phiên đánh vượt thoát vùng 12.5. Tuy nhiên phiên kết tuần thì lại đóng cửa dưới 12.5, tức là vẫn đang còn những cái nhịp phập phù ở đây, chúng ta sẽ chờ thôi. Còn về cơ bản thì vẫn kỳ vọng là POVK, với những cái góc nhìn và quan điểm của Lê thì ông Lê vẫn kỳ vọng POVK sẽ có một cái mô hình tạo đáy VK ở đây, tức là một lần thứ hai test lại đáy, tức là test lại cái vùng biên dưới vùng 12, và sau đó sẽ có những cái nhịp hồi phục từ đây để đi lên. Thì vẫn dành những cái sự kỳ vọng lớn cho POVK. Còn BSR thì vùng 8, nếu như hỏng thì chúng ta sẽ cắt. Dòng cao su thì đợt vừa rồi thì chúng ta cũng bị lãng quên mất, chúng ta bị lãng quên mất dòng cổ phiếu cao su, chứ dòng cổ phiếu cao su thì cũng đã có những cao su Đồng Phú, DPR thì cũng đó, những cái phân tích định lượng thì về cơ bản là chúng ta cũng đấy, nó có những cái nhịp rất là hay ở đây này mà chúng ta không bắt được này, hơi tiếc. Về cơ bản là bây giờ thì đã chạm cái kháng cự đây rồi, chạm kháng cự khoảng vùng 41 đây, thì cơ bản là sẽ chỉnh giảm thôi. Và với một cái nhịp như này thì các anh chị, những ai mà đang nắm giữ được những cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ nên chốt, bởi vì xu thế cổ phiếu, khi mà cổ phiếu đã đang có những cái nhịp phân phối ở đây này, đó thì cổ phiếu nó sẽ không rơi ngay, có thể nó sẽ kéo lên một tí nữa rồi xong đó thì nó sẽ rơi hẳn xuống, và chúng ta nên tận dụng các cái nhịp kéo lên để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận. TRC, đối với TRC thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nào, tại sao Hùng lại có đưa phân tích cái mã cổ phiếu này. TRC thì cái đỉnh cao của mọi thời đại TRC ở đây nó rơi vào khoảng vùng 56 và hiện tại thì đang ở vùng 40, và đang kỳ vọng, Hùng đang kỳ vọng là TRC sẽ test lại ở đây là vùng 35, bởi vì với một cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê đang kỳ vọng là cái mã cổ phiếu TRC này là sẽ đang đi theo một cái kênh xu thế, theo một cái trend khá là dài. Chính vì vậy nên là Hùng đang kỳ vọng là có một nhịp test về đây, và sau đó thì từ vùng 35 này kéo về vùng 56. Hơi mạo hiểm một tí nhưng mà chúng ta cứ để cái phân tích này ra đây. Và về cơ bản thì sau một cái nhịp đánh dẫn lên thì cổ phiếu này có một cái dòng thời gian đi ngang như thế này cũng khá là dài, và hiện tại thì Hùng quan sát ở vùng 37.5 đến vùng 39 ở đây đang cơ bản là tích cực, không biết là có chạm được 35 hay không thì không biết, nhưng mà nếu như chạm được 35 hoặc là kể cả cái biên này thì chúng ta sẽ phân nhỏ cái điểm mua ra ở đây, để chúng ta có thể có được một cái kỳ vọng như này, một cái kịch bản như này. Và nếu như kịch bản này xảy ra thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu rất là tốt và nó đang đi theo những cái trend sóng dài. DRC thì chúng ta cũng nhìn ở trên những cái góc độ như vậy. DRC thì chúng ta cũng nhìn ở trên góc độ như vậy, tức là nhìn ở trên góc độ sóng dài. Và tại sao lại sóng dài thì Hùng đã có được một cái điểm chốt chặn ở đây rất là quan trọng ở đây là điểm 18.
Sau một cái quá trình giảm và chúng ta nhìn thấy điểm 18 3 lần không gãy, 3 lần không gãy. Và đến lần thứ tư thì Hùng đang có quan sát ở đây là vùng 21 đến vùng 21.5 sẽ là cái điểm phân kỳ của cổ phiếu DRC trong một cái quá trình mà cổ phiếu này đi lên. Thì nếu mà đẹp nhất là như thế nào? Đẹp nhất là anh đánh lên 24 xong anh đánh về đây. Anh đánh chạm về đây, tức là chạm về cái vùng biên này các anh chị nhé. Về chạm về cái vùng biên này. Đó, đánh đạp, cái đạp đi, đạp thoải mái đi. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là chưa đạp về được. Có đến cổ phiếu này có đến mấy tuần? Có đến 1, 2, 3, 4 tuần. 4 tuần không đạp được đến về biên dưới là vùng 21.5. Điều này cho thấy là những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này rất là đẹp rồi. Rất là ok. Rất ok trong một cái kênh sóng dài. Và hiện tại thì tuần này thì cũng đang có một cái cây đỏ như này, thì không biết là có đạp về hay không. Thì với những mã cổ phiếu đánh chen dài thì chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Và cái vùng giá mục tiêu của chúng ta khoảng vùng 21.3, và cái biên của chúng ta là biên 21 đến vùng 21.5. Đó. Nếu như mà chúng ta view ở những cái góc nhìn như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường đi nước bước của chúng ta nó sẽ rất là dễ chịu so với cái việc là chúng ta bị cuốn theo những cái phiên xanh xanh đỏ đỏ. Đây, xanh xanh đỏ đỏ cứ kệ nó, chạm về đến đây thì chúng ta hãy tính toán. Ví dụ như vậy, trong một cái kênh xu thế thì DRC cũng là cái mã cổ phiếu mà đáng quan tâm ở thời điểm hiện tại cùng với TRC. Thì đấy là hai cái mã cổ phiếu về ngành cao su khá là ok. Ngành thép thì sao? Thép thì Hòa Phát đã phân tích rồi, đúng không? Rất là ok, đúng với cái kịch bản mà chúng ta dự báo. HSG thì quá khỏe luôn. Hoa Sen thì quá khỏe, HSG. Tại sao lại khỏe? Bởi vì trong những cái nhịp mà ở đây, tức là Hùng Lê kỳ vọng là nó đánh về vùng 8.5 này. Đánh về vùng 8.5 này. 8.5 thì kỳ vọng là chỉnh về vùng 7.85, khoảng vùng 7.85 thì đẹp. Nhưng mà chỉ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 8 chấm. Khỏe, rất khỏe luôn. 8 chấm và tạo thành một cây doji đây, hai cây kéo lên gần như lấp lại và đã tạm thời thì là lại một lần nữa test lại vùng 8.5. Thì về cơ bản là HSG sẽ chưa tăng mạnh được ngay. HSG cũng là một mã cổ phiếu nó đang nằm ở trong một cái quá trình chuyển pha xu thế. Chính vì vậy là chúng ta không có gì phải vội vàng cả, chúng ta cứ bình tĩnh đó. Chúng ta bình tĩnh thì về kịch bản là Hùng đang tính toán gom lại Hoa Sen ở khoảng vùng 7.8 đến 7.85, nói chung là cứ quanh ở cái chỗ này là bắt đầu gom lại được. Còn Hòa Phát thì là vùng 22.5, vùng 23 và thậm chí có thể có những cái điểm mua xuống đến tận vùng 22. Thép vẫn ổn, đúng không ạ? Thép vẫn ổn. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu Nam Kim. NKG thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của chúng ta rồi. Nam Kim cũng chưa đi đâu mà vội mà vàng cả. Những cái nhịp ở đây có thể đánh chạm vùng 7.5 và sau đó thì Nam Kim sẽ chỉnh lại về vùng 6.4. Ở đây có một cái điểm mua. Trong tuần vừa rồi thì chỉnh về suýt soát 6.5. 6.4 chúng ta có một điểm mua và thậm chí vùng 6 chấm chúng ta sẽ có tiếp một điểm mua. Và Nam Kim thì sao? Nam Kim thì cũng đang trong một cái quá trình mà chuyển kênh xu thế, chuyển pha xu thế. Vì vậy nên là nó có thể là 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng nữa Nam Kim mới tăng được cơ. Chứ chưa tăng mạnh được ngay đâu. Các anh chị yên tâm là như thế. Và khi mà chúng ta về với team Hùng Lê, khi các anh chị theo dõi kênh Hùng Lê thì sẽ có được những cái góc nhìn. Nó rất là chậm rãi, nó đơn giản vậy thôi. Nó không có cái gì nó quá là phức tạp cả. Thì Nam Kim hiện tại là đang có những cái nhịp đánh ở đây. Và có thể các anh chị sẽ mua cho Hùng, mua gom dần cho Hùng Lê từ vùng giá 6.4, 6 chấm. Đó. Và thậm chí là nó có thể có một cái điểm biên ở dưới này. Những điểm biên ở dưới này thì Hùng đánh giá là thấp. Tức là vùng 5.6 thì khả năng là thấp, 5.6 thì khả năng là bây giờ khó về. Nhưng mà cũng không ngoại trừ, bởi vì là quá trình này là cái quá trình chuyển pha xu thế thì chúng ta cứ túc tắc vậy thôi. Đó. Và Nam Kim sẽ là một trong những người em út của họ, thép sẽ chạy ở sau đó. Và tiếp theo là TLH. Tại sao chúng ta lại đưa đến TLH? Thì các anh chị nhìn thấy lịch sử tạo lập của TLH ở đây. Đừng có bỏ qua tất cả những cái gì cả. Và chúng ta cứ theo những cái tín hiệu kỹ thuật.
Mọi người cứ chê rằng là những mã cổ phiếu 2.000 không đáng để đầu tư, nhưng mà cái quan điểm đó với góc nhìn của Lê nó bị sai. Đây các anh chị nhìn thấy này, TLH có một cái nền đây là khoảng vùng 2.2. Ok, chúng ta cho 2 chấm đi. Từ 2 mà trong một nhịp từ 2 mà tăng lên 6, tức là tăng 300%. Ok chưa? Có đáng để đầu tư không? Đáng để đầu tư chứ. Đó. Và những anh chị nào mà đúc phải ở cái vùng này thì đương nhiên các anh chị cũng bị lỗ, gọi là lỗ trầm trọng. Vậy thì khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta bán? Đó, thì khi về với anh chị về với Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có được những cái phân tích định lượng rất là sát, phải nói là khá là sát. Hoặc là từ cái nhịp này, từ vùng 2, vùng 2 mà đánh một nhịp tăng lên vùng 12, tức là nhân 6 lần, có đáng để đầu tư không anh chị? Đáng để đầu tư chứ. Đó, vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ bắt được những cái nhịp sóng này và khi nào chúng ta cần tránh ở nhịp sóng này? Đó, thì thời điểm hiện tại là thời điểm mà chúng ta đưa vào những cái danh mục để chúng ta quan sát, và khi nào nó tăng, khi nào nó bắt đầu một chu kỳ, một con sóng mới thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua, thì như vậy nó sẽ rất là an toàn. Hiện tại là đang có những cái điểm đánh hình trình này, nhưng mà những cái điểm đánh này thì gọi là phọt hẹt. Với góc nhìn của Hùng Lê nó là phọt hẹt. Nó đánh lên đánh xuống, nó chưa đáng để chúng ta mua, và chúng ta mua nam kim trước, và con này thì chúng ta sẽ đưa vào những cái danh mục để chúng ta theo dõi. Hàng không VDC thì Hùng đã có phân tích rồi. HVN, chúng ta sẽ nói đến HVN. Một số các anh chị thì có so sánh HVN với VDC thì cái sự so sánh nó hơi khập khiễng. Bởi vì sao? Bởi vì VDC là một cái doanh nghiệp nó mang tính chất tư nhân, còn HVN là một cái doanh nghiệp tính chất nhà nước. Nhà nước thì đôi khi nó cũng có những cái điều mà khó nói. Đấy, nói hiểu nôm na nó là như vậy. Và có thể lợi nhuận của nó hơn VDC, nhưng mà cái bút toán lợi nhuận và cái cách hạch toán trong báo cáo tài chính thì nó lại đôi lúc là nó lại không lột tả hết. Đó, doanh nghiệp nhà nước nó là như thế. Thế thì bây giờ đối với HVN thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nào? HVN thì cũng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị, chốt chặn ở vùng giá 32. Từ cái vùng giá 32 này thì chúng ta có những cái tiên lượng để chúng ta phân tích HVN. Đây, có những cái tiên lượng để chúng ta phân tích HVN. Thì bản thân hiện tại HVN chưa tăng mạnh được. Các anh chị lưu ý, HVN vẫn cứ lình xình đi ngang thế này thôi. Tăng lên rồi đạp xuống, tăng lên rồi đạp xuống. Đó, những cái nhịp ngắn là thế này thôi. Đó, tăng lên rồi đạp xuống. Và cái điểm chốt chặn để chúng ta có được những cái phân tích định lượng ở đây, đó là vùng 32. Rất là quan trọng ở đây. Và vùng 32 này sẽ là cái vùng mà có thể xác nhận một cái kênh xu thế, một cái xu hướng mới của HVN. Thì hiện tại HVN chưa tăng mạnh được, nhưng chúng ta đưa HVN vào cái việc để chúng ta có thể phân tích theo dõi. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VGI, còn lại thì chúng ta sẽ không phân tích. Về cơ bản không có gì. Ở VGI thì cái đường đi của nó thì quan điểm của Hùng Lê là VGI sẽ hội tụ ở vùng 20, ở những cái điểm hút cầu lên, và sau đó thì nó sẽ có những điểm hồi phục kỹ thuật và sau đó thì đạp xuống. Thì về cơ bản là các anh chị đang cầm nắm VGI thì chúng ta cũng có những cái định lượng nó nếu như xảy ra những cái tình huống xấu thì chúng ta cũng có thể, chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý. TNG thì bản thân là các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê. Khi TNG bị gãy nền 17.5 lên nền 18 thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng rằng là TNG nó sẽ có một cái nhịp giảm sâu ở sau đó, nhịp giảm sâu ở sau đó. Và hiện tại thì TNG đang có những nhịp tích lũy tạo nền tại đây. Thì về cơ bản là lực cầu đã bắt đầu bắt ở đây, và cái điểm chốt chặn ở đây để chúng ta phân tích và định lượng TNG đó chính là điểm này, tức là điểm chốt chặn của nó đây là điểm 14. Thì về đến điểm 14 này thì TNG đã có một nhịp đánh dẫn, và sau đó thì phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần, lực cầu tiếp tục được đẩy vào và cái xu thế của cổ phiếu tiếp tục hồi. Thì hồi về đâu thì cơ bản là TNG nó cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu anh chị, đây chỉ mới là những cái nhịp đánh dẫn thôi. Và nó có tăng mạnh được hay không thì chúng ta sẽ cần chờ, khả năng là sẽ chờ thêm 1-2 tuần nữa thì mới có thể biết được. Những cái nhịp đánh mạnh này thì khoảng vùng 16.5 sẽ chạm về vùng 16.5, và chạm về vùng 16.5 thì lại đập lại, khả năng lại đập lại, sẽ đập lại thì chúng ta sẽ canh những cái điểm đập lại ở đây, những cái điểm đập lại ở đây thì
Về cơ bản là chúng ta sẽ kỳ vọng cái xu thế hồi của TNG nó sẽ đi theo kiểu như thế này. Nó sẽ đi theo kiểu như thế này. Đó. Nhưng mà đích đến tiếp theo, đích đến ngắn hạn nhất của đấy của TNG hiện tại là khoảng vùng 16.5. Ok, theo khả năng là như vậy. Thủy sản thì DHC. DHC thì là một cái mã cổ phiếu mà đánh theo trend dài. Đánh theo trend dài. Và đây, những cái nhịp ở đây thì những cái hình vẽ này thì Hùng Lê vẫn đang giữ ở đây. Tức là khuyến nghị các anh chị khi cái tuần mới là có cây nến vượt thoát vùng 40 thì chúng ta mua, và đánh chạm được đến vùng 44 thì vùng 44 giảm, chỉnh giảm. Thì bây giờ cái nhịp này chỉnh giảm thì khả năng là vẫn chỉnh giảm về đây, tức là sẽ về lại cái vùng khoảng vùng 36.5. Từ vùng 36.5 này thì tích lũy tạo nền tại đây, và sẽ hình thành nên một cái điểm hình thành nên một cái kênh xu thế mới ở đây. Thì bản thân là những cái mã cổ phiếu mà đánh theo trend dài thì nó như vậy, nó cũng không vội vàng được đâu. Nó đi lên này, các anh chị nhìn thấy đi lên nhé, xong rồi nó có một cái đoạn giảm rất là dài. Giảm rất là dài để tích lũy, và sau đó đó nó đi lên, xong nó lại giảm dài tích lũy, nó đi lên. Đó thì cái cách đi của cổ phiếu trend dài như vậy. Đối với DHC thì về cơ bản là chúng ta, những anh chị chốt được ở vùng 44 thì nó cũng khá là đẹp, và chúng ta chờ canh mua lại ở khoảng vùng 36, vùng 36.5. Ở thủy điện PPC, PPC thì chia cổ tức các anh chị nhé, nên là mọi cái dữ liệu của chúng ta thì nó chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại theo chia cổ tức. Thì kỳ vọng ở trong nhịp này PPC sẽ đánh ở vùng từ vùng 25 và maximum chạm ở khoảng vùng 30 sau chia. Cái cách đi của PPC thì nó cũng đi rất là hay, đó là nó vừa đi nó vừa rũ. Đó, anh chị nhìn thấy này, đi rũ này, đi rũ, đi rũ, đi rũ, và hiện tại thì đây cũng như vậy. Thì về cơ bản là rũ, nhưng mà rũ không không được gãy, anh chị phải lưu ý như vậy. Rũ là phải rũ kỹ thuật chứ không phải rũ mà rũ theo kiểu gọi là đánh cắm đầu cắm cổ xuống thì như vậy thì nó sẽ hỏng hết. Thì những cái nhịp rũ này thì chúng ta quan sát ở vùng 27, vùng 27 không bị gãy thì cơ bản là trong cái nhịp đánh này thì Hùng vẫn kỳ vọng là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể kỳ vọng rằng là cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 30, tức là cái vùng kháng cự mạnh của nó ở đây, vùng 30. Những cái điểm mua thì không còn nữa các anh chị nhé, những cái điểm mua thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng từ rất sớm rồi. Thậm chí là từ tuần trước, từ 2 tuần trước đối với cổ phiếu PPC, nếu mà Hùng Lê nhớ không nhầm thì như vậy. Họ nhà Kido KDC, KDC thì sao? Đối với KDC, chúng ta cũng không phải đi đâu mà vội vàng cả. Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng là vì sao KDC đã có một cái nhịp rơi từ vùng 40 và rơi xuống khoảng vùng 20. Và đến thời điểm này thì Hùng cũng có đánh giá rằng là cái vùng chốt chặn ở đây là cái vùng chúng ta phân tích tại vùng 17. Để KDC hình thành nên một cái xu thế mới, hình thành nên một cái xu thế mới. Đây chỉ là những cái điểm ngáp thôi, những cái điểm mà nó đang ở trong kén thôi. Và nó ở trong kén thì nó phải có thời gian nó ủ kén xong thì bắt đầu nó con trâu nó mới chui ra, đúng không ạ? Thì cái vùng ủ kén của nó, cái điểm chốt chặn của nó là vùng 17 và Hùng đang quan sát ở vùng 18. Thì cái biên từ vùng 18 đến vùng 19, đây là cái biên mà chúng ta đã vẽ ra đây và chúng ta chờ giá cổ phiếu rơi về đây. Và bây giờ thì giá cổ phiếu đã rơi về đây rồi thì chúng ta cũng có thể có những cái vị thế 10-15%, 20% ở những cái vùng này để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế. Và khi mà chúng ta đã có những vị thế rồi thì cổ phiếu có được những cái điểm mà tích lũy vượt nền đi lên thì chúng ta sẽ mở mua hết và gia tăng tỷ trọng để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế. Dược thì DHG chúng ta phân tích rồi, dược Hà Tây. Dược Hà Tây cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá, có những cái đánh giá định lượng cái mã cổ phiếu này từ những cái vùng 40 và lên đến vùng 55 gì đó, sau đó thì đang chỉnh giảm. Thì trong một cái nhịp chỉnh giảm này thì Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này rơi về vùng 45. Mà đẹp hơn nữa thì rũ hết đi, rũ về vùng 40 thì càng đẹp. Đánh về vùng 40 cho nó đúng thuần kỹ thuật. Thì trong trên kênh xu thế ngắn hạn thì hiện tại là xu thế của dược Hà Tây là đang xu thế chỉnh anh chị nhé, đang xu thế chỉnh. Và chỉnh về đâu thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm tích lũy nền để chúng ta có thể có những cái định lượng tiếp theo. Đầu tiên sẽ là vùng 45 đã. 45 gãy thì tốt nhất là đạp luôn về vùng 40 đi cho nó lành để chúng ta có một cái nhịp đánh mới đối với mã cổ phiếu này. Ở khu công nghiệp thì chúng ta điểm qua nhanh D2D. D2D thì về cơ bản là chạm về vùng, đây là vùng 80 thì hồi lại, lại có những cái đạp lại thôi, NTC.
Ở NTC thì những phân tích định lượng chúng ta cũng đã có những phân tích định lượng đây để có thể hồi phục về đây và tạo thành mô hình hai đỉnh đây, chu thế chủ tạo đi ngang. IDV thì không có gì để nói vì đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích rồi, tức là đại loại là mua lâu mua dài nắm giữ lâu được, chứ còn lướt sóng thì nó gần như nó không có cơ hội bởi vì nó cứ lình trình kiểu này thôi. Và những cái vùng mà phân tích định lượng ở đây là khoảng vùng 30 đến 31.5 sau chia, IDV thì không có gì cả. Các trụ và blue chip thì hiện tại là có Vinamilk và đang khá là tốt, khá là ok. Mansan thì đang có những cái báo động đỏ, BVH thì đang có những lực hồi. MWG thì những cái lực hồi hụt kỹ thuật và sau đó thì sẽ giảm. PNG thì đang có thể có quan tâm đến những cái sóng dài, FPT đã phân tích. DGWK thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích DGWK sẽ như thế nào. Đó, DGWK sau một nhịp chạm target ở đây, chúng ta phân tích ở vùng 26 đến vùng 27 xong thì chỉnh giảm về đây. Có một lực hồi phục kỹ thuật và sau đó hồi phục kỹ thuật xong chạm 24 thì cũng có đánh giá rằng DGWK sẽ chạm về vùng 22. Và đến thời điểm hiện tại thì trong tuần thì đã có những lúc đây, cái cây này là cũng gần 22.5 rồi, tức là đã đi về đến cái vùng giá mục tiêu. Thì về đến vùng giá này thì cổ phiếu mới tích lũy lại, ngừng nghỉ và tích lũy lại ở quanh cái nền này nó khá là hợp lý thôi. Và chúng ta luôn tìm những cái vùng đó để chúng ta phân tích và định lượng. Và đến tại vùng này thì cổ phiếu nó sẽ cần thời gian, nó sẽ chưa thể tăng mạnh lại ngay được đâu. Và chúng ta quan sát thêm thôi. Chứ còn những cái vị thế mua ở đây thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, túc tắc, mua gom dần bởi vì là về ngắn hạn là cái áp lực chỉnh của cái mã cổ phiếu này nó vẫn đang còn hiện hữu nên là cứ bình tĩnh từ từ thôi. Nhựa thì Bình Minh đã phân tích rồi, nhựa Tiền Phong thì vẫn là một cái biên tích lũy đi ngang quanh vùng 32 và Hùng cũng đang chờ đón nhựa Tiền Phong ở những cái kênh chu thế, ở những cái điểm bẻ gãy chu thế ở sau này. Còn tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng chưa có những cái câu chuyện để nói nhiều đến nhựa Tiền Phong. Các cái mã cổ phiếu về ngành đầu cơ thì rõ ràng một điều là trong cái thời gian vừa qua thì nó đã trở thành một cái tâm điểm của thị trường và đó hút, đúng không? Hút thì trong những cái điểm phân tích, trong những cái điểm phân tích ở đây thì Hùng Lê cũng đã có phân tích những nhịp mà hút đẩy lên tăng trần, nhưng mà Hùng có đánh giá đang hút chưa tăng được đâu, nó cứ từ từ, nó đang ở trong một cái nền tích lũy. Nền tích lũy này nó có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 1 năm. Bình tĩnh và chúng ta quan sát, và nếu chúng ta có mua có vị thế thì ở quanh nền 2.2 thậm chí là nền 2 chấm, cổ phiếu này sẽ vẫn còn phải đi ngang, chưa đi ngay được ngay. TCH cũng là một cái mẫu hình về mẫu hình đầu cơ đó, và khi mà chạm về đây ở vùng 30, Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng để các anh chị có thể có những cái nhịp chốt, và khả năng thì những nhịp kéo xả và TCH nên chạm lại về vùng 24 thì nó hợp lý. Về đến vùng 24 thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái định lượng tiếp theo, và về cơ bản thì đến lúc này thì TCH cũng đang thỏa mãn một cái điều kiện, đó là một cái kênh xu thế dài, một cái kênh xu thế dài, và chúng ta sẽ chờ ở vùng giá 24 để chúng ta có được những cái phiên định lượng tiếp theo đối với TCH. Tiếp tục là hai là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã có những cái phân tích định lượng rồi, và Hùng đã có những cái điểm dò tìm vùng giá mục tiêu, sau khi hai chỉnh chạm lại thì có thể chỉnh chạm về vùng 3. Tuy nhiên là hôm nay là về đến 3.5 thì đang kéo lên, có một cây kéo lên. Và nói đến lịch sử của hai thì các anh chị mới nhìn thấy ở đây là hai mới có đánh một tí tẹo đây thôi, tức là nó chỉ có một tí tẹo đây thôi. Còn lịch sử về cái đánh của hai thì nó cũng đang có đây, anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái điểm đánh của hai nó khá là dài. Các anh chị chờ một tí, chúng ta phải tắt cái này đi, tại vì không biết tối mọi người lại thảo luận nhiều thế trời. Đó, hai đã có lịch sử của hai là hai đi có những cái điểm kênh xu thế, và khi mà hai đã đạt được những cái mặt gọi là về mặt kỹ thuật đó, anh chị, về mặt kỹ thuật đó, thì hai đã đi rất là dài.
Và hiện tại thì đây cũng đang có những cái tuần, và bây giờ chúng ta sẽ chờ những cái tuần mà hai chỉnh giảm lại. Chỉnh giảm lại thì cũng đang tính ở cái tọa độ vùng giá 3 rất là đẹp. Nếu như chỉnh được về 3 thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cày cuốc cổ phiếu này. Từ những cái vùng đây, những cái vùng phân tích ở vùng 2 đến 2.32 ở đây này. Đó, phân tích lên đến vùng 3 và thậm chí là đánh vượt lên đến vùng 4 thì quá là kinh khủng. Đó, quá là kinh khủng luôn. Tiếp tục mã cổ phiếu TSC. TSC thì định lượng thứ nhất đó là vùng 2.4 để có được những cái phân tích chỉnh chạm về vùng 3.5. Từ 3.5 này thì chỉnh chạm lại về vùng 2.72, và từ vùng 2.72 này thì TSC lại tiếp tục có một cái lực hồi. Thì về cơ bản là phiên ngày hôm nay thì TSC có một cây nến xanh khá là đẹp, hòa chung với dòng đầu cơ. Thì về cơ bản là nếu như các anh chị mà mua TSC ở vùng 3 thì nó bị chậm T cộng, và các anh chị phải mua ở cái phiên ngày hôm nay, nhưng mà sẽ mua ở phiên vùng 2.72. Đấy là những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta đã đưa ra. Và với một lực hồi này thì khả năng lại hồi lại về cái vùng cũ thôi. TSC thì cũng không chưa có những cái yếu tố nào đột biến. TG vẫn chưa chịu chỉnh, và rõ ràng là TG rất là khỏe. Từ cái vùng 7.0 này mà đang chờ em ấy chỉnh về khoảng vùng 0.5, nhưng mà rõ ràng là vẫn không chịu chỉnh. Và những cái phiên sau, những phiên lì xì ở khoảng vùng 6 chấm thì phiên ngày hôm nay lại kéo về vùng 6.7, thôi kệ thôi, coi như cơ hội của chúng ta không có duyên với nó vậy. Nên chúng ta đua theo những, tuyệt đối là chúng ta đối với dòng đầu cơ chúng ta không nên đua theo những cái giá xanh ở trên này, nó sẽ rất là nguy hiểm. BCG cũng là cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đang liên tục phân tích và cập nhật nó này. Đang chờ khoảng vùng 7.8, nếu như chạm được đúng vùng 7.8 này mà tích lũy nền đi lên thì sẽ rất là đẹp, và có thể sẽ có một cái kênh xu thế dài, đang kỳ vọng một kênh xu thế dài từ vùng nền 7.8. Cái kịch bản mà gãy về vùng 7 thì hiện tại là Hùng chưa có đề ra, và Hùng đang kỳ vọng là chỉ có chỉnh về vùng 7.8 này thôi, và sau đó thì lại tiếp tục đánh lên. Đó, tiếp tục đánh lên. Và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà đánh theo kênh sóng dài. Mặc dù nó đầu cơ đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái cách đánh của đầu cơ. ASM là mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở trên team Zalo. Team Zalo thì cũng thoát rồi, thôi chúng ta không vào lại nữa. Thì bản thân ASM hiện tại là chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái góc độ như thế nào. Chúng ta sẽ nhìn ở trên một góc độ, đó là cái vùng giá ở đây. Chúng ta có một điểm chốt chặn để chúng ta phân tích. Tức là khi chúng ta phân tích cổ phiếu thì chúng ta luôn phải tìm có một cái điểm chốt chặn. Và cái điểm chốt chặn này thường đang tính toán ở vùng 5.5. Khi ASM có những phiên vượt thoát vùng 5.5 và đã có một nhịp đánh dẫn ở đây, sau đó rũ gần sạch sẽ luôn, rũ lên. Và hiện tại thì Hùng đang có nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực ở đây. Bản thân ở trong những cái tuần trước Hùng có phân tích và Hùng có đề cập luôn cho các anh chị, đó là vùng 6.2 và cái vùng 6.5. Đó là cái vùng mà những cái điểm mà chúng ta mua rất là hợp lý. Những điểm mua rất là hợp lý cho một kênh xu thế, cho một kênh xu thế dài. Và hiện tại thì ASM đã tăng mạnh được chưa? Hùng đánh giá rằng hiện tại là ASM chưa tăng mạnh được ngay đâu. Các anh chị yên tâm là như vậy, chúng ta sẽ còn có những cái nhịp rung rũ đây. Và đặc biệt là lực cầu hiện tại nó đã khá là tốt rồi. Và ASM thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê mua. Đấy, và mua như thế nào thì đã có rồi, đã có kịch bản cho các anh chị rồi. Các anh chị cứ theo thế mà tiến hành. AMD thì ngày hôm nay cũng có sự hồi phục. Với những cái định lượng của Hùng Lê ở đây thì AMD chạm về 3. Hình như cái mũi tên này là vẽ tuần trước hay là tuần này mới vẽ rồi, không nhớ nữa. Nhưng mà đã có hai cái vùng giá mục tiêu, ở đây là vùng giá 2.32 và vùng giá mục tiêu tiếp theo là vùng giá 2.2. Còn nếu mà đạp về vùng 1.95 đến vùng 2 thì quá đẹp, nhưng khả năng là không về đến vùng đó đâu. Thì hôm nay này, cây nến ngày hôm nay là cây nến suýt soát chạm vùng 2.32 và có một lực kéo lên. Thì đối với AMD cũng như hai là những cái mẫu hình cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm. Đó, chúng ta sẽ quan tâm, anh chị lưu ý nhé. Cổ đầu cơ thì chúng ta sẽ có cách đánh đầu cơ, và AMD cũng đã có những cái lịch sử đánh từ vùng 10 lên đến vùng 20, tức là nhân đôi. Và hiện tại thì bây giờ 1.5 lên 3 là nhân đôi rồi, đúng không? Đây, từ vùng 1.5 lên anh chị, 3 là nhân đôi rồi. Thì sau cái nhịp nhân đôi này thì nó sẽ giảm đi một nửa, và sau đó thì nó sẽ tiếp tục đánh tiếp, thì như vậy là nó rất hợp lý.
và cái dò tìm cái vùng giá mục tiêu ở vùng 2.2. 2.2. 2.2 rất là đẹp, nếu mà chỉnh được về đến đây thì đẹp quá. Fit đó, fit chúng ta nói không biết được, chúng ta phân tích fit đoạn này, chúng ta bắt đầu phân tích fit rồi các anh chị. Từ đâu đó vùng 5, và hiện tại thì với cái lực đánh hiện tại của fit thì fit sẽ đánh chạm vùng 11. Khả năng cao là chạm vùng 11. Đấy, bởi vì với những yếu tố tạo lập hiện tại thì chúng ta thấy rằng là fit chưa có những cái dấu hiệu dừng. Và khi Hùng Lê có phân tích fit ở đây này thì Hùng Lê có nói với các anh chị là lịch sử của fit đã đánh 12 phiên liên tiếp. Đây. Một đến đây các anh chị đếm hộ Hùng Lê có đúng 12 phiên không? Và cái đoạn này thì đâu đó cũng khoảng tầm 12 phiên. Thì khi đó thì Hùng có đếm tuần, tức là cái lúc mà fit mới ở đâu đây thì Hùng mới đếm là một, mới được có 1 tuần. Đó, 1 2 3 4 mới được có 4 tuần thôi. Như vậy là fit sẽ cần khoảng tầm độ nhân 3, 12 tuần cơ mà. Ô thế thì nó sẽ đánh lên đến đâu trời? Đấy, tức là bây giờ mới đánh được có 4 tuần mà đã từ vùng 5 mà lên đến vùng 10 rồi. Tức là 100%. Đó, đầu cơ đấy. Bằng Vietcombank không biết là chạy bao giờ mới đến nơi. Tất nhiên là đầu cơ thì nó đi lên nhanh thì nó sẽ xuống nhanh. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu GTN. Tại sao lại phân tích GTN? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy những cái tạo lập của GTN. Tạo lập của GTN được đánh giá ở vùng 20. Sau những cái nhịp đánh rũ lên thế này thì Hùng đánh giá rằng là GTN có thể chạm lại vùng 20 một lần nữa, và trước khi hình thành một cái nhịp tăng ở đây. Những yếu tố tạo lập hiện tại của GTN thì đang khá là đẹp các anh chị này, không khả năng là khó gãy đến vùng 20. Khó gãy vùng 20 luôn. Và cũng rất có thể là GTN sang tuần tới sẽ đánh luôn. Đánh đấy, thằng này là nó đánh thật đấy. Đánh thật. Khi đã bung được vùng 22 rồi thì GTN gần như nó cũng không còn đối thủ nữa. Và nhịp đánh này thì có thể là đánh chạm từ vùng 22 về vùng 24 xong đấy là chỉnh nhẹ nhẹ lại tí về vùng 22 đây, và sau đó thì có thể là đánh gọi là hình thành nên một cái đường đi trên này thì nó cũng không biết đi đến đâu nữa cơ. Thì sau đó thì chúng ta sẽ phân tích, nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ phân tích từ nền 22 lên đến nền 24, và rất có thể là cái nhịp đánh này là cái điểm test ở vùng 20 này sẽ là cái điểm mà chốt chặn để có thể bứt cổ phiếu, có thể bứt lên từ vùng này. Thì đây cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu đầu cơ khá là mạnh. HHS thì chưa tăng mạnh được ngay đâu. Đó, HHS chạm rồi. Đấy, bây giờ HHS thì như thế nào các anh chị? HHS nếu như anh chị nào mà đang quan tâm đến mã cổ phiếu này, đặt trùng quanh vùng 30.19, và ở đây thì mới bắt đầu khởi động một cái kênh đánh dài của HHS thôi. Chưa tăng mạnh được ngay đâu. HHS cũng cần thời gian, và HHS thì lịch sử cũng như vậy, nó có những cái điểm đánh nó cũng khá là mạnh. Đây, lịch sử các anh chị có thể thấy từ vùng 4 có thể đánh về đến vùng 14. Đó, 14. Sau khi những nhịp chỉnh giảm đó thì HHS cũng như vậy. Cái lịch sử của hàng đầu cơ thì nó kinh khủng lắm các anh chị. Đó, và cái vùng giá, cái điểm mà chúng ta nhận diện nó là điểm 3 đến 3.1. Và cái điểm chốt ở đây nó quan trọng, nó có cái điểm chốt này để Hùng Lê phân tích, cái điểm chốt này rất là quan trọng. Và sau đó thì điểm 3 đến 3.1 và bây giờ là 3.19 thì đó, thì các anh chị có thể quan tâm đến từ vùng 3, nói chung là quanh vùng 3 đấy các anh chị, tùy các anh chị nhé. FLC thì tại sao lại phân tích FLC? Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng đã có những cái quan sát, những cái động thái đi của FLC ở trong giai đoạn hiện tại khá là ok. Sau một cái nhịp đánh lên như thế này và FLC đã có khoảng tầm độ, không biết là khoảng tầm 5-6 tuần là liên tục neo động được ở quanh cái vùng giá 4.5 này rất là tốt. Và những cái điểm chạm sâu ở đây nó cũng chỉ chạm về 4.25. Cơ bản là chỉ đạp về 4.25 và cái vùng 4 chấm thì nó hơi khó, 4.2 thì nó hơi khó. Thì về cơ bản trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ canh mua. Đầu tiên là chúng ta có thể mua ở vùng 4.5. Đó, chúng ta mua một ít này, chúng ta mua 5%, đúng không? Cổ phiếu về đến tài khoản nếu không bị lỗ, và chúng ta quan sát những động thái tiếp theo. Nếu như cổ phiếu chỉnh chạm về vùng 4.25 chúng ta sẽ mua tiếp 5% nữa là 10%. Và chỉnh về vùng 4 mua tiếp. Và cơ bản thì theo như quan điểm của ông Lê đánh giá thì khả năng là trong cái nhịp này thì cái kịch bản đi của nó sẽ như thế này.
Đó, nó sẽ chỉ mắc cùng lắm là nó về được 4.25 thôi. Không về được sâu hơn, khả năng là không về được sâu hơn và sẽ đánh lên. FLC thì bây giờ cũng sẽ kỳ vọng ở khoảng vùng 6.5. Đó. Đối với FLC các anh chị nhé. Có những tín hiệu rồi và chúng ta có những yếu tố kỹ thuật rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu. DLG thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà sao ạ? Mà Hùng cũng đã có nhìn thấy được những cái yếu tố ở đây và có những cái điểm chốt chặn để chúng ta có thể phân tích cái thằng này. Tức là cái điểm chốt chặn nó nằm ở đây. Đó, những cái điểm chốt chặn ở đây, tức là khoảng vùng 1.4. Vùng đây này, cái điểm chốt chặn để chúng ta phân tích ở đây này, là khoảng vùng 1 1 1 chấm 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 mấy ở đây này. 1.34. Đó, vùng 1.34 ở đây để chúng ta có thể phân tích cái mã này. Thì về cơ bản là đoạn này là cái đoạn khởi động thôi, chỉ là cái đoạn mới khởi động của DLG thôi, chưa chạy được đâu. Đấy, một số các anh chị có hỏi Hùng thì khởi động thì chúng ta sẽ đánh theo khởi động, tức là vùng 1.6. Chúng ta có thể canh mua này, 1.6, đúng không ạ? Rồi, xong đó thì ở đây cái biên ở đây là cái biên là vùng 1.5 đến 1.55. Đấy là cái vùng Hùng đang quan sát ở đây. Và khả năng thì cổ phiếu này sẽ còn thời gian để tích lũy lại nền ở quanh đây. Thì cái cách mà chúng ta mua thì nó khá là đơn giản thôi. Bây giờ là vùng 1.8 là kháng cự, thì khả năng khi chạm 1.8 nó sẽ chỉnh thôi. Đó thì chỉnh thì chúng ta lại canh, chúng ta gom lại ở những cái vùng giá thấp này. Chứ chúng ta đừng có đu theo giá trần. Chưa tăng được mạnh đâu, cổ phiếu này chưa tăng được mạnh. Nhưng khi nó đã vào trend sóng, khi nó đã tăng thì nó cũng đã có những cái lịch sử tăng của nó cũng rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Và ở giai đoạn hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy chớm rồi. Tức là đoạn này là đoạn chạy khởi động này. Anh chị nhìn thấy không? Em này em ấy chạy khởi động mất mấy tháng này. Xong đấy là chạy khởi động xong thì bắt đầu cái đoạn này là bắt đầu đoạn bứt này. Đó, đoạn này bắt đầu đoạn bứt nền này. Đó, thì cái đoạn bứt nền chúng ta vào, thì cái đoạn chạy khởi động thì chúng ta cứ bình tĩnh, đúng không? Mã cổ phiếu CSC cũng là một cái thằng mà cái độ đầu cơ của nó cũng khá là cao, có phải không nhỉ? Phiên hôm nay 20 tháng 12, đúng rồi, cũng chạy một nhát từ 20 lên 45, cũng chạy ngọt như mía lùi luôn. Và hiện tại thì có hai phiên giảm, nhưng phiên hôm nay cầu lại vào bắt lại, bắt sớm nhỉ, bắt sớm quá, bắt chậm chậm tí nữa thì đẹp, cái bắt hơi sớm. Bắt sớm quá. Con này mà chỉnh chạm được khoảng về vùng 27 thì đẹp các anh chị, khoảng vùng này thì đẹp này. Bắt hơi sớm. Thôi, không sao. Cơ hội còn nhiều, chúng ta sẽ nếu mà về được đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan tâm và chúng ta phân tích. 27. Còn nếu mà không về được thì thôi, chúng ta cũng không cần thiết phải đua theo những cái nhịp như này, nó cũng khá là nguy hiểm. CSC, một số các mã cổ phiếu khác thì TNA thì thôi không phân tích nữa các anh chị nhé. Chúng ta sẽ nói đến PTB và Dabaco. PTB. Phú Tài thì về cơ bản giai đoạn hiện tại đây thì Phú Tài không gãy 70, nếu gãy 70 thì vứt luôn. Gãy 70 thì thôi chúng ta cũng không có cái câu chuyện để chúng ta nói đến Phú Tài. Thì tại vì sao Hùng nói đến Phú Tài, bởi vì bản thân Phú Tài thì Hùng vẫn đang kỳ vọng là sau một cái nhịp mà nó cạn kiệt như thế này thì nó sẽ có những cái lực cầu ngồi lại đây và với một cái cách đi của mã cổ phiếu Phú Tài thì Hùng đang kỳ vọng là Phú Tài là một cái mã cổ phiếu mà đánh theo trend dài và vẫn kỳ vọng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi, tức là mục tiêu vẫn đi về vùng giá 80 nếu như tích lũy thành công ở cái nền ở đây khoảng vùng giá 70 đây, vùng 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 nền tích lũy đây khoảng 70 đây, thanh khoản nó hơi thấp. Dabaco thì sao? Dabaco thì đó, một cái con đường dài chúng ta đã vẽ ra và chúng ta cứ bình tĩnh vậy thôi, chúng ta không phải đi đâu mà vội mà vàng cả. Vùng 22.5 thì chúng ta mua và chạm về vùng trên này thì chạm tạm thời chúng ta chốt và cứ như vậy thôi. Cứ từ từ như vậy, cứ túc tắc, cứ từ từ như vậy để chúng ta có thể đánh ở một cái kênh xu thế nó dài hơi hơn, và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy những cái điểm nó khá là tốt, lợn hết dịch rồi và thức ăn chăn nuôi thì bắt đầu bán chạy hơn và vân vân và vân vân, những cái điểm đó thì nói vui thôi nhưng mà vui mà thật mà vui đúng không ạ? Ok, à bà cô
HVH này, HVH thì hôm nay bắt đầu có tín hiệu các anh chị nhé. HVH này, HVH là khuyến nghị các anh chị quan tâm ở vùng giá 18 này, thì cái nền tích lũy ở đây là nền 17 đến 18.5 này, trong hai phiên kết tuần thì đang có những cái dấu hiệu ở đây, và cơ bản thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa tăng mạnh được, các anh chị cứ yên tâm như thế, nó sẽ tăng khả năng là cùng lắm thì nó đánh được về từ hồi từ vùng này chạm 20. Đó, chạm 20 thì nó lại cuột lại một tí nữa. Đó, về 19.5. Đó, cuột vài cái quang cuột ở đây thì sau đó thì chúng ta mua này. Còn nếu chúng ta mua là chúng ta mua vị thế ở vùng 18, không mua hơn, không mua đuổi. Đấy, ví dụ như vậy. Hoặc là mua một điểm ở 18 này và một điểm cận dưới ở vùng 17. Đó. Thống nhất quan điểm như vậy. Ok. DGC nữa, chúng ta DGC cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đó. Khi mà DGC lao ở mầm lên 30 thì rất nhiều anh chị mua, nhưng mà lúc đó thì Lê đã có những cái phân tích định lượng trong tim để các anh chị chúng ta hình dung. Chúng ta chờ ở những vùng giá mục tiêu 26.5, thậm chí hôm nay đã thậm chí thủng cả 26 đó và lại đạt về nền. Tức là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay. Nó đang hình thành những cái nhịp như thế này thì nó có thể, đây các anh chị nhìn thấy chưa? Nó sẽ đi ngang 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng sau đó nó mới hút lên. Vậy thì đây chỉ là những cái nhịp mà nó mang cái tính chất gọi là gì? Rung rũ rồi những cái nhịp tích lũy thôi, và nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay, và những cái tín hiệu tăng mạnh thì Hùng Lê sẽ nhận diện được và Hùng sẽ có những cái cập nhật ở trên team. AST là mã gì nhỉ? AST cũng là một cái mã mà trước đây chúng ta AST chúng ta có phân tích và định lượng, thì cái mã này nó đi cũng khá là dị dạng, nó đi cũng khá là dị. Thì về cơ bản là đoạn này thì nó chạy về đến vùng 90, xong nó chỉnh này, xong có thể là hồi phục lại về vùng 85 và sau đó thì đạp về vùng 70. Về vùng 70 thì quá đẹp luôn, về vùng 70 thì chúng ta sẽ quan tâm trở lại đối với mã này. Ok, như vậy là Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em và chúng ta vừa định lượng xong toàn bộ kịch bản thị trường ở trong tuần mới, và cùng phân tích và định lượng hết lại tất cả các cái mã cổ phiếu chúng ta liên tục phân tích ở trong tuần vừa qua. Thì về cơ bản là sau khi quỹ ETF cơ cấu xong và sau khi hợp đồng phái sinh, đáo hạn hợp đồng phái sinh xong thì tuần tới mọi thứ nó sẽ ổn định hơn. Và một cái điều quan trọng hơn đó là nhóm ngành ngân hàng, đó là các cái mã cổ phiếu trụ hiện tại thì cũng đang khá là tốt, khá là ok. Thì cái dự báo của ông Lê đó là VN-Index của chúng ta có thể sẽ lấy lại ở mốc 9560 và có thể đi ngang ở trong cái mốc đấy, tích lũy ở trong cái biên hẹp ở vùng 9560 để có một cái nhịp hồi phục tốt hơn. Bản tin của chúng ta thì đến đây cũng sẽ là kết thúc, và thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, hẹn gặp lại các anh chị trong các bản tin tiếp theo. Ông Lê cũng rất mong các anh chị chúng ta sẽ share các cái bản tin này đến với cộng đồng nhà đầu tư, chia sẻ ở trên fanpage Facebook cá nhân để cho nhiều nhà đầu tư hơn của chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.